Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 543. Hỗn độn thiên ma tư thái vừa mở, ma phi thiên khí thế tăng vọt, như trên trời hàng ma chủ, hung sát bạo ngược, đồng tử cũng là hóa thành màu huyết hồng. Hưu, thân thể của hắn, một thoáng bạo xông mà ra, thuấn sát đến Diệp Thần trước mặt, sắc bén ma chảo, liền hướng về Diệp Thần đầu chộp tới. Diệp Thần những lập tức động dung, cảm nhận được một cỗ kinh khủng ma đạo uy áp. Cỗ uy áp này, liền hắn chiếu rõ hư không pháp tướng, cũng khó có thể ngăn cản. Đế hoàng chòm sao, lớn thiên kim vừa ấn. Diệp Thần vội vàng thi triển ấn quyết, hai tay cương khí kim màu vàng óng toát ra, võ đạo khí thế bão táp, cùng ma phi thiên ma chảo đối kháng. Một chiêu này lớn thiên kim vừa ấn, là theo đế hoàng chòm sao bên trong lưu truyền tới võ học, Diệp Thần tại thôn vệ chu võ hoàng bộ phận khí huyết về sau, đã lĩnh ngộ đế hoàng chòm sao diệu pháp. Cũng kế thừa chu võ hoàng không ít võ học tuyệt kỹ. Lớn thiên kim vừa ấn bày ra, phối hợp với chiếu rõ hư không Phật pháp, Diệp Thần như là một tôn kim cương nộ Phật, cùng ma phi thiên thiên ma thủ trưởng không ngừng đối oanh, trận trận linh khí thủy triều sục sôi bùng nổ, hai bên trong chớp mắt giao thủ mấy trăm chiêu. Dưới đài, Nhậm Phi Phàm yên lặng đang quan chiến, nhìn thấy Diệp Thần cùng ma phi thiên không ngừng đối oanh, chau mày, nói, như vậy vô ích, không phải biện pháp. Diệp Thần trạng thái cũng không phải là viên mãn, linh khí nội tình không bằng ma phi thiên, đơn thuần như thế va chạm đối hao tổn, hắn khẳng định hao tổn bất quá ma phi thiên. Trên lôi đài, Diệp Thần cùng ma phi thiên đối bính đến bên trên ngàn chiêu, chỉ cảm thấy linh khí đang không ngừng tiêu hao, nghĩ thầm như thế hao tổn xuống, mình đích thật cũng hao tổn có điều, nhưng bị ma phi thiên cuốn lấy, mong muốn biến chiêu cũng 10 điểm gian nan. Bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, mở. Gấp trong lúc cấp bách, Diệp Thần thu về bàn tay, đột nhiên mở ra bất động Long Vương Chí Tôn Pháp. Một màn kinh người xuất hiện, đúng là có từng đầu như thủy tinh hào quang, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Thần trên thân. Đó là thiên đạo đặc hữu chúc phúc hào quang. Giống. Sau đó, lại nghe một đạo kinh thiên long ngâm vang vọng, từ trên người Diệp Thần, nổ nổi lên một đầu thần long, chính là viễn cổ đúc tinh long thần đại pháp tướng, kim quang sáng chói, kim diễm bừng bừng. Chiếu rọi nghìn vạn dặm, rực rỡ như nhật nguyệt xem, bá khí phi phàm. Ma phi thiên nhất trưởng oanh đến, Diệp Thần dựa vào bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, cứng rắn chịu hắn nhất kích. Một cỗ màu vàng kim long hình cương khí, tại Diệp Thần trước người lưu động, cưỡng ép ngăn trở ma phi thiên nhất trưởng, nhưng ma phi thiên trưởng thế lực trùng kích, cũng làm cho đến Diệp Thần khí huyết một hồi bốc lên. Môn này bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, để phòng ngự lực tăng trưởng. Truyền thuyết có thể ngăn cản thế gian hết thảy công kích sát phạt, bất động như Long Vương Chí Tôn, vĩnh hằng bất ma. Trước đó tại vòng thứ hai thang đăng thiên trong trận đấu, Diệp Thần liền là dựa vào bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, đột phá thiên pháp lộ nguyệt thẩm phán, lại áp chế ma phi thiên, lấy được thắng lợi. Bất quá, hiện tại Diệp Thần trạng thái cũng không phải là viên mãn, môn này bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, thi triển không ra đỉnh phong uy lực, chẳng qua là miễn cưỡng ngăn trở ma phi thiên nhất kích. Không thể trái lại áp chế hắn. Ma phi thiên công kích chịu cản, thoáng bị đẩy lui một bước. Nhân cơ hội này, Diệp Thần lập tức biến chiêu. Thôn vũ đao, cửu thiên cân nhắc quyết định. Diệp Thần rút ra thôn vũ đao, thi triển thiên đường pháp, một chiêu cửu thiên cân nhắc quyết định, mang theo cuồn cuộn thánh quang, liền chém thẳng hướng ma phi thiên. Đây là hắn cưỡng ép thi triển bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, cứng rắn chịu ma phi thiên nhất kích, đổi lấy biến chiêu cơ hội. Thế gian sắc bén nhất lưỡi đao, mang theo hung mãnh nhất thánh quang uy thế, thể phải đem ma phi thiên trọng thương. Diệp Thần tâm bên trong có một cái vĩ đại kỳ quan tư tưởng, cái này vĩ đại kỳ quan, muốn chân chính đánh tan ma phi thiên, hắn cần trước áp chế ma phi thiên nhuệ khí. Bằng không, ma phi thiên khí thế như thế hừng hực, Diệp Thần cho dù có cái gì vĩ đại kỳ quan, đều khó có khả năng áp chế hắn. Nhìn thấy Diệp Thần chém tới một đao. Cái kia cỗ phong duệ đao mang cùng minh mông thánh quang, nhưng không có nhường ma phi thiên động dung nửa điểm. Ma phi thiên nhất một bên lui lại, một bên cười hắc hắc nói, ta nghe nói thôn này mưa đao, là không không lúc nào không tối vì binh khí sắc bén, nhưng trong mắt ta, bất quá là đồng nát sắt vụn thôi. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thần binh lợi khí. Cửu thiên đồ long đao, buông xuống đi. Ma phi thiên ngón tay nhìn lên ngoắc ra một cái, một màn kinh người xuất hiện, liền thấy bầu trời bên trong rung động ầm ầm, lôi minh bùng nổ,
nguyên bản bầu trời xanh thẳm, hóa thành hắc ám thâm thúy màu sắc, thế mà biến thành đêm tối, tinh không như cuộn tranh bày ra, thậm chí mơ hồ huyễn hóa ra bỉ ngạn thế giới cảnh tượng. Xoẹt! Một đạo kim sắc thần mang, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bạo rơi vào Ma Phi Thiên trong tay, lộ ra hóa thành một thanh đao. Đây là Ma Phi Thiên binh khí, Cửu Thiên Đồ Long Đao. Cả thanh đao, tựa như là cửu thiên tinh thần ngưng tụ mà thành hoàng kim rèn đúc, lóng lánh chói mắt kim quang, trên thân đao răng đầy hoa lệ tinh thần hoa văn, vừa có một đầu uy vũ long hình phù điêu, long tướng ngẩng đầu, bá khí cực điểm. Lưỡi đao mỏng như cánh ve, lóng lánh vệt sáng màu vàng, phong mang sát phạt khí tức cực kỳ lăng lệ, đây không phải không không thời không tài liệu, có thể đúc tạo nên binh khí, chỉ có thể là bỉ ngạn thế giới mới có thể chế tạo ra thần binh lợi khí. Luận trình độ sắc bén, Ma Phi Thiên trong tay Cửu Thiên Đồ Long Đao, kỳ thật cũng không có vượt qua Thôn Vũ Đao, nhưng này cỗ tinh không cuồn cuộn, long tướng ngạo thị uy thế, lại không phải không không thời không binh khí có thể so sánh. Đây là tới từ tinh không bỉ ngạn thần binh. Diệp Thần đồng tử kịch liệt co vào, một thoáng liền cảm giác được, này Cửu Thiên Đồ Long Đao, là Ma Phi Thiên bản mệnh binh khí, uy lực thậm chí mảy may không thua bởi Thiên Tội Cổ Kiếm. Bất quá, tại thiên đạo quy tắc hạn chế dưới, Ma Phi Thiên không có cách nào đem cây đao này mang xuống đến, hiện tại hắn chỗ triệu hoán, trên thực tế chẳng qua là Cửu Thiên Đồ Long Đao một luồng đao khí. Này một luồng đao khí cô đọng, cũng giống như thực chất, vầng sáng lóa mắt, sát phạt phong mang bừng bừng. Cong! Ma Phi Thiên vung ra Cửu Thiên Đồ Long Đao, trực tiếp liền ngăn trở Diệp Thần Thôn Vũ Đao chém vào. Đại Ma Quyết bụi chém. Tiếp theo sát, Ma Phi Thiên phản kích. Cửu Thiên Đồ Long Đao bùng nổ sáng chói sát khí, kịch liệt đao mang gợn sóng, như là muốn chém phá càn khôn thương khung, ông một tiếng đao ngâm bùng nổ, lưỡi đao mang theo quyết đoán trần thế lớn phong mang, chém thẳng Diệp Thần thân thể. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, đối mặt Ma Phi Thiên hung hãn như vậy chiêu pháp, hắn tốt nhất là dùng thần giáp mệnh tinh ngăn cản, nhưng trước đó cùng Chu Võ Hoàng chiến đấu, hắn thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ làm dùng quá độ, linh khí ảm đạm, cần thời gian khôi phục. Hiện tại đã không cách nào lại vận dụng. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, đúc tinh hợp đạo, thủ hộ. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần thi triển thiên làm thịt đúc tinh thuật, tế ra một tòa kim đỉnh, trực tiếp hiến tế, xung làm đúc tinh tài liệu, tại chỗ liền đúc tạo ra được một khỏa ngôi sao màu vàng óng, trôi nổi tại sau lưng, bắn ra mạnh mẽ thủ hộ khí tức. Thiên làm thịt đúc tinh thuật có 3 loại biến hóa, đúc tinh diệt thần, đúc tinh chiếu thiên, đúc tinh hợp đạo, trong đó đúc tinh hợp đạo chủ thủ hộ, có thể rèn đúc ra thủ hộ tinh thần, chỉ cần tinh thần bất diệt, chính mình liền sẽ không thụ thương. Diệp Thần một thoáng thi triển đúc tinh hợp đạo pháp, sau lưng ngôi sao màu vàng nở rộ, cuồn cuộn phát sáng chiếu rọi, từng vòng mạnh mẽ kim huy, hộ hữu Diệp Thần toàn thân. Cong! Ma Phi Thiên Cửu Thiên Đồ Long Đao, chém vào Diệp Thần trước người, tiếp xúc đến cái kia kim sắc phát sáng, lại phảng phất chạm đến thế gian kiên cố nhất tường đồng vách sắt. Hắn thân đao keng bỗng chốc bị đẩy ra. Cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người thế mà hiến tế Nguyên Thiên Đế Kim Đỉnh. Ma Phi Thiên đại giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần vừa mới hiến tế Kim Đỉnh, chính là trước đây Nguyên Thiên Đế tỏa kia Kim Đỉnh, giá trị kỳ cao. Chân quý như vậy Kim Đỉnh, Diệp Thần thế mà một thoáng liền hiến tế, lấy ra sung làm đúc tinh tài liệu. Này kim đỉnh linh khí thâm hậu, nguyên chất vô tận, xung làm đúc tinh tài liệu về sau, Diệp Thần tạo thành tạo nên tinh thần, thủ hộ lực mạnh đến đáng sợ, trong thời gian ngắn phòng ngự hiệu quả, thậm chí so với thần giáp mệnh tinh thanh long mảnh vỡ còn cường hãn hơn. Ma Phi Thiên triệt để chấn động, không nghĩ tới Diệp Thần như thế có quyết đoán, thế mà cam lòng hiến tế kim đỉnh. Toàn trường người xem cũng là xôn xao, cái kia kim đỉnh giá trị, bọn hắn tự nhiên cũng biết. Trước đó vòng thứ nhất trong trận đấu, vì tranh đoạt này tòa kim đỉnh, Diệp Thần cũng là hao phí to lớn tâm huyết khí lực, bây giờ vì đối phó Ma Phi Thiên, thế mà một thoáng hiến tế, này thật lớn quyết đoán lấy hay bỏ, để cho người ta rung động. Chân lý sẽ trận doanh bên này, Nguyên Thiên Đế cũng là lấy làm kinh hãi, sau đó khẽ vuốt cằm, nói, luân hồi chi chủ hoàn toàn chính xác có quyết đoán, ta kim đỉnh hắn nói hiến tế liền hiến tế. Một bên Thiên Ung Hoàng trưởng lão nói, đây cũng là bị Ma Phi Thiên khiến không có biện pháp, bình thường thủ đoạn vô pháp chống lại, ta không quá xem trọng luân hồi chi chủ, lá bài tẩy của hắn chung quy là có hạn. Nguyên Thiên Đế từ chối cho ý kiến, yên lặng quan chiến. Chỉ thấy trên lôi đài,
Diệp Thần hiến tế kim đỉnh, có đúc tinh hợp đạo pháp thủ hộ, lập tức liền quay lên chiến cục, chiếm cứ ưu thế cùng chủ động. Thôn hồn tà đạo chương, sụp đổ chi chương, mở. Diệp Thần nhanh chân tiến lên trước, toàn thân khói đen dâng lên, ký tự cuồn cuộn, hiển hóa ra sụp đổ chi chương, mạnh mẽ sụp đổ lực lượng bùng nổ, nhưng cũng không cắn trả tự thân, bởi vì hắn có cái kia kim đỉnh tinh thần thủ hộ. Sụp đổ chi chương mở ra về sau, cuồng bạo sụp đổ khí tức, gia tăng tại Diệp Thần trên thân, Diệp Thần nhếch nhếch miệng, vung đao bạo nhưng chảm ra, thôn vũ trên đao sen lẫn kinh khủng sụp đổ phong mang, tựa như có thể giết phá chư thiên hết thảy. Sụp đổ khí tức nổ tung ra ngoài, lôi hình đài gạch đá răng rắc nổ tung đập tan đi, chung quanh thời không không ngừng bị ép diệt xé rách, sinh ra từng đầu hắc ám vòng xoáy vết rách. Thật là khủng khiếp đao khí. Ma Phi Thiên trên mặt lộ ra một cỗ vẻ kiêng dè, cái kia cỗ sụp đổ lực lượng, nguồn gốc từ đã từng lục đạo cổ thần sụp đổ chi chủ, liền hắn đều thấy khủng bố. Hắn bị Diệp Thần áp chế đến liên tiếp lui về phía sau, vùng vang chín tầng trời đồ long đao phản kích. Nhưng Diệp Thần có đúc tinh hợp đạo pháp thủ hộ, sau lưng ngôi sao màu vàng bất diệt, mạnh mẽ trật tự lực lượng ra thân, Ma Phi Thiên cửu thiên đồ long đao, chỗ bộc phát ra phong mang, hoàn toàn không đả thương được Diệp Thần. Ngược lại, Diệp Thần sụp đổ đao khí, không ngừng gào thét áp chế, lại làm cho đến Ma Phi Thiên vô cùng khó chịu, làn da ba ba nứt ra, chảy ra mủ dịch, toàn bộ hỗn độn thiên ma tư thái đều nhanh muốn nứt mở. Đây là sụp đổ lực lượng đáng sợ. Đủ để sụp đổ hết thảy, xé rách hết thảy. Nhìn thấy Ma Phi Thiên bị áp chế, toàn trường người xem đều oanh động, lại là một hồi vui mừng, may mắn chung quanh lôi đài bố trí đủ mạnh cấm pháp, trên lôi đài hai người chiến đấu gợn sóng cũng không có tiết ra ngoài ra tới. Bằng không mà nói, Diệp Thần khủng bố như vậy sụp đổ lực lượng, sợ là muốn tại toàn trường dẫn phát to lớn hỗn loạn. Đáng chết tiểu tử, người quả nhiên khó đối phó. Xem ra muốn giết ngươi. Ta hôm nay cũng phải liều mạng. Thiên Ma Tinh Hải, Phúc Thiên chút xuống, đi thôi. Ma Phi Thiên khẽ cắn môi, tầm mắt quyết đoán, không tiếp tục lưu thủ ý tứ, bỗng nhiên đứng vững bước chân, ngửa mặt lên trời hét to, toàn thân chiến bào bay phất phới, từng sợi ô uế kinh khủng khói đen chút xuống. Chiến bào của hắn, liền là Thiên Ma Tinh Hải ngưng tụ mà thành, giờ khắc này, hắn đem Thiên Ma Tinh Hải năng lượng, triệt để bạo phát đi ra. Không phải đơn giản công kích, mà là triệt để bùng nổ. Nghiêng trời lệch đất, bao phủ sơn hà bùng nổ. Chỉ thấy Ma Phi Thiên trên người chiến bào, màu sắc không ngừng ảm đạm đi, trở nên tái nhợt, bởi vì chiến bào bên trong ẩn chứa Thiên Ma Tinh Hải năng lượng, đã toàn bộ trút xuống đi ra. Lôi đài không gian bị xé nứt, nhìn như không lớn lôi đài, trên thực tế đã có vạn dặm phương viên. Tại đây vạn dặm phương viên chỗ, từng sợi ô uế khói đen không ngừng bốc lên, ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một mảng lớn hải dương màu đen, phía trên chìm nổi lấy rất nhiều thi thể cùng hài cốt, còn có vô số ma thần tại ẩn núp, chính là Thiên Ma Tinh Hải. Giờ khắc này, Thiên Ma Tinh Hải triệt để buông xuống, bao trùm chỉnh tòa lôi đài, cuồng bạo hắc ma sát khí trùng thiên, khiến cho đến thương khung trong nháy mắt hóa thành hắc ám màu sắc, ào 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 bạo rơi xuống một trận thi thể mưa. Toàn bộ sơn thần giới cũng triệt để trở nên hắc ám, trong không khí tràn ngập Thiên Ma Tinh Hải hư thối mùi vị. Màu đen giọt mưa bạo rơi xuống, tại sơn thần giới không có bảo vệ địa phương, rừng rậm bị ăn mòn, hoa cỏ cây cối thành tro, dã thú vừa dính vào hắc vũ, liền kêu thảm lăn lộn run rẩy, chỉ chốc lát sau liền bị hư thối thành một đống bạch cốt. Tinh không thần sơn trên quảng trường, có cấm pháp thủ hộ, một tầng vòng bảo hộ đem hắc vũ ngăn trở, không có thương tổn cùng người xem, nhưng mọi người tại đây nhìn thấy cái kia Thiên Ma Tinh Hải hắc vũ khí thế khủng bố, cũng là dồn dập chấn kinh. Trên lôi đài hắc vũ, chút xuống đến càng là lợi hại mãnh liệt, mưa sa cuồn cuộn, mang theo tàn toái thi khối cùng bạch cốt, còn có thật nhiều không thể diễn tả khảng mấy thứ bẩn thỉu, khiến cho người ác tâm cùng dùng mình. Diệp Thần nhìn xem đầy trời hạ xuống hắc vũ, vẻ mặt lập tức chìm xuống, sau lưng ngôi sao màu vàng sáng chói tỏa ánh sáng, đem hắc vũ ngăn trở, cũng đem dưới chân Thiên Ma Tinh Hải sát khí đè xuống. Hiện tại toàn bộ lôi đài đã hóa thành Thiên Ma Tinh Hải hải dương. Hắn cùng Ma Phi Thiên, đều phiêu phù ở phía trên đại dương. Tiểu tử, như thế nào? Ta ngược lại muốn xem, là ngươi thủ hộ trật tự lợi hại, hay là của ta Thiên Ma Tinh Hải sát phạt lợi hại? Ma Phi Thiên nhe răng cười, hắn lúc này, gương mặt có chút tái nhợt, triệt để bùng nổ Thiên Ma Tinh Hải năng lượng, với hắn mà nói, cũng là phi thường cật lực sự tình. Oanh!
Ma Phi Thiên Nhất phất tay, thiên ma tinh hải nổ tung sôi trào, cuồn cuộn màu đen ô chọc nước biển, ngưng tụ hóa ra 12 đầu màu đen thủy long. Oanh long long, 12 đầu hắc long, gào thét kinh thiên, mang theo kinh khủng ma uy, hướng về Diệp Thần bạo sát mà đi. Sụp đổ sát lục, phá. Diệp Thần đấu chí bất diệt, trong tay thôn vũ đao mang theo kinh người sụp đổ sát khí, vung đao cuồng chảm, đem từng đầu hắc long chảm phá, màu đen sóng nước nổ tung, long ngâm rên rỉ. Nhưng, Diệp Thần mặc dù chảm phá hắc long chỗ xen lẫn ma khí, lại là mãnh liệt đánh thẳng vào hắn. Trên người hắn, có ngôi sao màu vàng thủ hộ, có chiếu rõ hư không đại pháp tướng trật tự, nhưng đối mặt thiên ma tinh hải không ngừng trùng kích, cũng là lộ ra lung lay sắp đổ, sắp bị ma diệt. Thiên ma tinh hải năng lượng, cực kỳ khủng bố, là không không lúc nào không ma đạo cực hạn, ẩn chứa vô cùng hắc ám bạo ngược sát khí. Hắc hắc, tiểu tử, người có thể chống đỡ tới khi nào? Ma Phi Thiên thúc giục thiên ma tinh hải, điều khiển như cánh tay, một cỗ kinh thiên biển động bùng nổ, ngàn tầng cao sóng biển hướng về Diệp Thần quay đầu bao phủ xuống. Kinh thiên biển động bao phủ mà xuống, toàn trường xem người thất sắc, rõ ràng cảm nhận được thiên ma tinh hải khủng bố, đáng sợ như vậy hắc ám biển động, sợ là có thể đổ xuống bao phủ vạn thiên vũ trụ, thế không thể đỡ. Diệp Thần sầm mặt lại, thúc giục ngôi sao màu vàng cùng chiếu rõ hư không pháp tướng ngăn cản. Nhưng ma hải biển động chút xuống, thanh thế hạo đại, đổ xuống vũ trụ, Diệp Thần chỉ cảm thấy trận trận áp lực kéo tới, thân thể cơ hồ muốn bị vọt tới tan ra thành từng mảnh, lại có hay không nghèo ma khí như giòi trong xương, điên cuồng leo lên ở trên người hắn, dọc theo mỗi một cái lỗ chân lông nghĩ chui vào trong cơ thể hắn, đưa hắn ăn mòn thành một bãi nước mù. Nếu như không phải hắn thân thể thủ hộ trật tự vẫn còn, hắn đã bị triệt để ăn mòn. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, cứu rỗi pháp vòng, buông xuống. Diệp Thần cảm giác sâu sắc ngưng trọng, tế ra cứu rỗi pháp vòng, đó là trong truyền thuyết chí cao trật tự thần, tỳ thấp nô ban thưởng tạo hóa, là phai màu đám người thủ hộ đồ vật. Ông, cứu rỗi pháp vòng tế ra, một vòng kim quang, sau lưng Diệp Thần xuất hiện, pháp vòng bên trên vô số trật tự phù văn lấp lánh, lui tránh vạn dặm, đem Diệp Thần quanh thân ma khí, toàn bộ dọn sạch. Diệp Thần lập tức hô hấp đến không khí mới mẻ, a một tiếng. Nghĩ thầm, này cứu rỗi pháp vòng thủ hộ hiệu quả, so ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ma khí lui tán, không cách nào lại ăn mòn Diệp Thần, Ma Phi Thiên thấy thế, a một tiếng thét kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần sau lưng màu vàng kim vòng tròn, nói cứu rỗi pháp vòng. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Dưới đài khán giả, nhìn thấy Diệp Thần tế ra cứu rỗi pháp vòng sau, chung quanh liền xuất hiện một cái khu vực chân không, hết thảy ma khí lui tán, ma triều bất xâm. Đều là kinh ngạc. Luân hồi chi chủ đó là cái gì pháp bảo, thủ hộ hiệu quả thế mà cường đại như vậy. Thiên cơ nhìn rõ, vật kia, gọi cứu rỗi pháp vòng. Là tỳ thấp nô tạo vật. Tỳ thấp nô lại là cái gì, thiên đạo tam tướng thần. A, à, lại có cường đại như vậy thần linh. Rất nhiều thanh âm kinh ngạc vang lên, Diệp Thần cứu rỗi pháp vòng vừa xuất hiện, liền có loại thiên cơ chảy ra, rất nhiều người lập tức nhìn thấy phai màu người. Tỳ thấp nô các loại truyền thuyết xa xưa. Này chút truyền thuyết xa xưa, tại không không lúc nào không bên trong, bình thường người rất ít biết được, nhưng bây giờ cứu rỗi pháp vòng vừa xuất hiện, thiên cơ liền hiển lộ ra, người người đều nhìn thấy cổ lão bí mật. Thiên cơ lại kéo dài, thiên đạo tam tướng thần, Phạm Thiên, Tỳ thấp nô, danh hiệu, cũng là bị không ít người nhìn thấy, rung động lòng người. Chân lý sẽ trận doanh bên trong, Sơn Thần nhìn thấy Diệp Thần tế ra cứu rỗi pháp vòng. Lập tức tại thiên ma tinh hải bên trong đứng vững gót chân, không khỏi biến sắc, ngũ quan vặn vẹo, nghĩ thầm. Không văn phế vật kia, giết không chết luân hồi chi chủ, ngược lại bị giết ngược lại, liền cứu rỗi pháp vòng cũng rơi xuống tiểu tử này trong tay. Ma Phi Thiên, ngươi nhất định phải thắng A, nhất định phải giết chết tiểu tử này. Bằng không, chờ tranh tài kết thúc, nguyên thiên đế đại nhân, nhất định sẽ truy cứu của ta tội trạng. Hắn biết mình phái người đi ám sát Diệp Thần, đã đối lý, Nguyên Thiên Đế hiện tại không có xử lý hắn, chỉ là bởi vì tinh không tranh bá thi đấu quan trọng hơn. Một khi chờ tinh không tranh bá thi đấu kết thúc, Diệp Thần lại đoạt giải quán quân, cái kia thu được về tính sổ sách, hắn liền phiền toái, khỏi cần phải nói, ít nhất thê tử của hắn Hải Nguyệt Thần Nữ, là không thể nào lại đòi về. Lần này, Sơn Thần trong lòng liền yên lặng vì Ma Phi Thiên cầu nguyện, chúc phúc. Ma Phi Thiên nhìn thấy Diệp Thần cứu rỗi pháp vòng,
thần quang uy nghiêm trật tự lợi hại, cũng là vô cùng e dè, nhưng đột nhiên hắn phúc trí tâm linh, cảm giác được Sơn Thần đang vì mình cầu nguyện, không khỏi cười ha ha, nói. Diệp thần, nghĩ không ra ngươi sẽ có cứu rỗi pháp vòng, nhưng có thứ này cũng vô dụng, ta cũng như thế giết ngươi. Ma hải tử thần, đi, ra. Ma phi thiên hai tay nâng lên, bàng bạc linh khí cùng pháp tắc năng lượng bùng nổ, cả tòa thiên ma tinh hải, lập tức sôi trào lên, oanh long long nổ vang, từ đáy biển bên trong chậm rãi dâng lên một tôn cự thần, có chừng mấy ngàn trượng cao. Cái kia tôn cự thần, thân xuyên đấu bồng màu đen, mọc ra một tấm khô lâu mặt, tay cầm lấy một thanh ngàn trượng lớn lên hắc ám lưỡi hái, lại có thể là tử thần hình ảnh. Này tôn tử thần, như là thiên ma tinh hải khí linh, lại như là ma phi thiên đã từng hóa thân, hắc ám mạnh mẽ, xâm nghiêm khủng bố, lộ ra không chỉ có tử vong uy áp, để cho người ta không rét mà run. Ma phi thiên thủ quyết bóp, cái kia mấy ngàn trượng cao tử thần, liền quơ to lớn sắc bén màu đen lưỡi hái, như cắt cỏ hướng về Diệp thần cắt ngang tới. Lưỡi hái tử thần phá toái hư không, phát ra lăng lệ siêu siêu âm thanh, sát phạt cực đoan khủng bố. Diệp thần ánh mắt lập tức một hồi kịch liệt co vào. Hắn chỉ cảm thấy cái kia lưỡi hái tử thần, ngoại trừ hắc ám tử vong uy áp bên ngoài, thế mà còn có tinh không thần sơn địa mạch nghiền ép. Giờ khắc này, Ma Phi Thiên phảng phất đạt được tinh không thần sơn chúc phúc, khí thế tăng vọt. Nếu như đơn thuần là lưỡi hái tử thần công kích, Diệp thần dựa vào cứu rỗi pháp vòng cùng đúc tinh hợp đạo pháp, vẫn có thể chống đỡ đỡ được. Nhưng Ma Phi Thiên một kích này, mang theo tinh không thần sơn địa mạch áp chế, uy lực quả thực là nổ tung. Diệp thần thế khó ngăn cản. Là Sơn thần đang dở trò. Hắn tại vì Ma Phi Thiên chúc phúc. Diệp thần trong nháy mắt hiểu rõ, nhưng lúc này, hắn đã vô pháp đi biện hộ tranh luận cái gì, tại lưỡi hái tử thần to lớn uy áp dưới, hắn liền hô hấp đều hít thở không thông. Diệp thần tất cả tâm thần, đều hội tụ tập trung lại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là như thế nào tại này lưỡi hái tử thần xẻ thịt dưới, mạng sống xuống tới. Hắn bắp thịt cả người đều căng cứng, như cùng một đầu cảm giác được sinh tử nguy hiểm dã thú, tránh là tránh không xong, hắn khí thế đã hoàn toàn bị khóa chặt, mà lại toàn bộ lôi đài đều bị thiên ma tinh hải bao trùm, hắn muốn tránh trừ phi đi xuống lôi đài nhận thua. Chỉ cần còn tại lôi đài phạm vi bên trong, hắn liền không khả năng tránh né. Chỉ có ngạnh bính, Ma Phi Thiên con mắt gắt gao trừng lớn, linh khí toàn bộ dâng trào mà ra, đều quán chú đến cái kia một đạo tử thần pháp tướng bên trong. To lớn tử vong liêm đao mang theo đòi mạng phong mang, còn có tinh không thần sơn địa mạch uy áp, muốn xẻ thịt Diệp thần tính mệnh. Toàn trường rất nhiều xem người kinh hô, đều cảm nhận được này lưỡi hái tử thần khủng bố, không ít người nghĩ thầm, luân hồi chi chủ muốn bị một đao chém chết. Mấy ngàn trượng cao tử thần, yên lặng như điêu khắc, cái kia cỗ lãnh tịch xâm nghiêm khí thế, thực sự quá dọa người. Luân hồi trận doanh bên này, không ít luân hồi tín đồ, cũng là dồn dập kinh hô. Tôn Di che miệng lại ba, trong ánh mắt tràn ngập chấn sợ cùng lo lắng. Già Ly sư quá kêu to nói, không tốt rồi, luân hồi chi chủ phải chết. Nhậm Phi Phàm, nhanh xuất thủ cứu người a. Nhậm Phi Phàm vẻ mặt trầm trọng, nhưng vẫn là an tọa bất động. Phật Tổ thấy Nhậm Phi Phàm không nhúc nhích, cũng liền không có động tác. Cái kia lưỡi hái tử thần, theo thiên nghiêng nghiêng chém xuống đến, tốc độ cũng không nhanh, nhưng tuyệt đối lăng lệ hung mãnh. Mà lại triệt để khóa chặt Diệp thần khí thế, nhưng Diệp thần hoàn toàn không cách nào tránh né, một chút sắp chết vong phong duệ khí tức, áp bách đến Diệp thần trên thân. Diệp thần quần áo bay phất phới, bị lưỡi hái tử thần mang theo gió lốc, thổi quyển đến không ngừng phồng lên, dưới chân thiên ma tinh hải, cũng là sôi trào nổ nổi lên từng đạo kinh đào hải lãng. Mắt thấy cái kia lưỡi hái tử thần, càng ngày càng gần, Diệp thần khẽ cắn môi, trong lòng có quyết đoán, đột nhiên tế ra cứu rỗi pháp vòng, quát. Cứu rỗi pháp vòng, cho ta hiến tế. Trật tự ra thân, ta vì luân hồi Phật, phá giết một cát ma chướng. Ông, cứu rỗi pháp vòng bị Diệp thần ném ra, một thoáng vù vù, trực tiếp bị hiến tế phân giải hết, bàng bạc cuồn cuộn kim quang lan tràn ra, mang theo một cỗ trật tự lực lượng, chảy ngược vào Diệp thần trong cơ thể. Xoạt, xoạt, tại đây cỗ trật tự lực lượng ra chỉ dưới, Diệp thần toàn thân linh khí sục sôi, kim quang hà thải nở rộ. Phật khí trùng thiên, một cỗ trước đó chưa từng có, kinh thiên động địa, sáng chói quang diệu thiên thu vạn cổ màu vàng kim Phật quang, theo đỉnh đầu hắn vọt tới trên bầu trời, đem nguyên bản vòng trời tối tăm, đều chiếu rọi đến màu vàng kim một mảnh, sáng trưng.
Tại cái kia kim sắc trên bầu trời, có bảo thụ lượn quanh, có long lâu phượng các, có trải qua viện cung điện, có đàn hương lượn lờ, có Phật tràng tinh cờ, còn có thiên long kim bằng chiếm cứ, La Hán Bồ Tát ngồi thanh liên, khí tượng úy vi tráng quan. Vô số vĩ đại rộng rãi Phật sướng, từ bầu trời ra trận trận truyền xuống, hết thảy Phật sướng kinh văn, Phật sướng thanh âm, đều tại ca tụng Diệp Thần, ca ngợi Diệp Thần. Oanh long long, Diệp Thần sau lưng, đại trật tự khí tượng bùng nổ, trang nghiêm, dâng lên một tôn hùng vĩ Phật đà thân ảnh. Cái kia một tôn Phật đà, liền là Diệp Thần bộ dáng, kim cương chính khí, lại từ bi thiện mắt, ôn nhuận phúc tường, từng vòng Phật quang không ngừng nở rộ. Phổ độ nghìn vạn dặm, lui tránh thế gian hết thảy tà ma ngoại đạo, trấn áp hết thảy hắc ám. Thấy này tôn Phật đà pháp tướng, toàn trường tất cả mọi người chấn kinh, bị sợ đến trợn mắt hốc mồm, bàng bạc Phật quang bao phủ cả tòa tinh không thần sơn, sau đó cửa hàng tán đến toàn bộ núi trong thần giới đi, thậm chí tại toàn bộ không không lúc nào không ánh chiếu, toàn trường người gương mặt bị chiếu rọi thành màu vàng kim. Đó là cái gì? Là Phật tổ pháp tướng. Ông trời ơi! Luân hồi chi chủ thành Phật rồi. Hắn chỉ là vừa mới tấn thăng thiên nguyên cảnh a, bất quá thiên nguyên cảnh một tầng thiên sơ giai, hắn thế mà có thể thành Phật. Như thế thật lớn khí cha tượng, hắn Phật pháp đã đến chí cao mức độ. Vô số rung động kinh hãi tiếng hô vang lên, toàn trường người đều điên cuồng, không dám tin vào hai mắt của mình. Giờ khắc này Diệp Thần, thế mà thành Phật. Luân hồi trận doanh bên trong, Phật tổ cực kỳ chấn động, a một tiếng. Run giọng nói, ta Phật tổ chân kinh, luân hồi chi chủ cuối cùng tu luyện viên mãn sao? Nghĩ không ra, hắn hôm nay vậy mà có thể thành Phật. Già Ly sư quá cũng là kinh ngạc vạn phần, nói thích ra tôn giả, vậy chứ ngươi, giữa thiên địa liền có đệ nhị tôn Phật tổ, là vì luân hồi Phật. Phật tổ gật đầu nói, tâm nguyện của ta, là người người như rồng, người người thành Phật, kể từ đó, thế gian liền không còn có phân tranh phiền não, có thể thành lớn cực nhạc thế giới. Nhậm Phi Phàm nói, Diệp Thần tiểu tử này, thế mà dựa vào hiến tế cứu rỗi pháp vòng thành Phật, như vậy thành Phật, căn cơ quá nông cạn, tuyệt đối không thể cùng Phật tổ so sánh. Nhậm Phi Phàm tầm mắt độc ác, cũng là nhìn ra Diệp Thần có thể thành Phật, chứng đạo không đủ thuần túy, là dựa vào ngoại vật trợ lực. Phật tổ khoát tay một cái nói ấy, Nhậm huynh lời ấy sai rồi, nếu như dựa vào hiến tế ngoại vật trợ lực, liền có thể thành Phật, cái kia không không lúc nào không khắp nơi đều là Phật tổ. Là luân hồi chi chủ Phật pháp cao thâm, bản thân liền có thâm hậu nền tảng, bây giờ chẳng qua là nước chảy thành sông thôi. Trên lôi đài, Diệp Thần tu thành Phật tổ, trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui chính là, hắn cuối cùng đem Phật tổ chân kinh, tu luyện đến tầng thứ 9 mức độ, chứng đạo luân hồi Phật, từ nay về sau, không không lúc nào không ngoại trừ thích giả Phật bên ngoài, còn có đệ nhị tôn Phật, liền là hắn luân hồi Phật. Chứng đạo Phật tổ về sau. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân linh khí tăng vọt, tu vi rất nhanh theo thiên nguyên cảnh một tầng thiên sơ giai, điên cuồng đột phá tăng vọt tầng 2 đỉnh phong mức độ. Thậm chí, còn có tiến một bước tăng vọt dấu hiệu, chư thiên hết thảy Phật môn tín đồ, bọn hắn hương hỏa, bọn hắn tán tụng, lời chúc phúc của bọn hắn, Diệp Thần đều có thể kiếm một chén canh. Bất quá, Diệp Thần vì căn cơ vững chắc, tại tu vi tăng vọt đến tầng 2 đỉnh phong thời điểm, liền ngăn chặn cỗ này tăng lên điên cuồng manh mối. Dù sao hắn lần này có thể chứng Phật, là có mấy phần mưu lợi ý tứ, dựa vào hiến tế cứu rỗi pháp vòng, đạt được trật tự lực lượng trợ lực, mới chứng đạo thành Phật tổ, cũng không đủ thuần túy. Kỳ thật Diệp Thần đối Phật pháp lĩnh ngộ, đã 10 điểm đi sâu, trước kia không thể thành Phật, chẳng qua là tu vi còn chưa đủ, hắn có đủ để thành Phật, thậm chí siêu việt Phật tổ đạo tâm tín niệm, nhưng bản thể hắn tu vi không đủ, chống đỡ không nổi Phật tổ đại khí tượng, cho nên không có có thành Phật. Nhưng lần này, vì đối phó Ma Phi Thiên, Diệp Thần trực tiếp dựa vào hiến tế cứu rỗi pháp vòng thành Phật, tương đương với dục tốc bất đạt. Như vậy dục tốc bất đạt, Diệp Thần Phật pháp căn cơ, khẳng định kém xa Tít Tắp Phật tổ kiên cố, nhưng khi cái này liên quan đầu, Ma Phi Thiên khí thế bạo ngược, lưỡi hái tử thần liền muốn chém giết xuống, Diệp Thần cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, trước thành Phật phá cục lại nói. Diệp Thần một thành Phật, cuồn cuộn kim quang nở rộ, Phật khí trùng thiên. Vô số vĩ đại Phật môn khí tượng tại quanh người hắn vần quanh, trên người hắn phun ra đàn hương, từng đầu pháp tắc như Phật môn cột đá khắc hình Phật rủ xuống đến, lóng lánh vệt sáng màu vàng, to lớn tới cực điểm. Cái kia tôn mấy ngàn trượng cao tử thần pháp tướng, bị Diệp Thần sau lưng luân hồi Phật kim quang vừa chiếu, hình thể liền hỏng mất,
phát ra tiếng kêu thảm, hướng đi hư vô. Cái kia nắm lưỡi hái tử thần, còn không có chém trúng Diệp thần, liền lọt vào vô tận Phật quang trùng kích, hóa thành cho tàn. Xuy xuy xuy. Trên lôi đài thiên ma tinh hải, điên cuồng bốc hơi, hết thảy hắc ám ô uế khí tượng, bị Diệp thần Phật quang vừa chiếu, đều bốc hơi thành hư vô. Diệp thần thành Phật, chỗ bộc phát ra Phật quang uy thế, quá hung mãnh, ánh chiếu chư thiên, chấn áp vạn ma, nghiền ép hết thảy hắc ám tà ác, tịnh hóa hết thảy ô uế, mạnh mẽ vô địch tới cực điểm, liên thiên ma tinh hải đều không thể ngăn cản. Cái gì, tiểu tử, ngươi thế mà ở thời điểm này thành Phật? Ma Phi Thiên triệt để kinh hãi đến tột đỉnh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, liền đồng tử đều bị Diệp thần Phật quang chiếu rọi thành màu vàng kim. Lần này đến phiên hắn hít thở không thông, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Diệp thần thế mà có thể lập địa thành Phật, một thoáng Phật quang phổ chiếu, đưa hắn thiên ma tinh hải ma khí tả khí, bốc hơi đến sạch sành xanh. Thoáng chốc ở giữa, trên lôi đài thiên ma tinh hải, triệt để bị bốc hơi đi, còn sót lại mấy sợi khói đen, trở lại Ma Phi Thiên trong cơ thể. Ma Phi Thiên kinh dị vạn phần, lại là chấn nộ, tại Diệp thần Phật quang chiếu rọi đến, hắn liền hỗn độn thiên ma tư thái, đều không thể tiếp tục giữ vững, làn da tư tư rung động, bị Phật quang thiêu đốt đến nát bét, rất nhanh khôi phục bình thường bộ dáng, trên da tràn đầy bị đốt bị thương đốm đen, vốn đang tính khuôn mặt anh tuấn, đã trải qua trở nên vô cùng xấu xí. Bị Phật quang chiếu giết kịch liệt đau đớn, tê tâm liệt phế, Ma Phi Thiên ngũ quan vặn vẹo, cắn răng không để cho mình kêu ra tiếng, trên mặt phẫn hận oán nộ đã đến cực điểm. Ma Phi Thiên, xem ra trận chiến ngày hôm nay, là ta thắng. Diệp thần thanh âm như hồng lôi, chấn động nghìn vạn dặm, tay cầm duỗi ra, sau lưng luân hồi Phật Pháp tướng, đi theo oanh ra một trường, như thần thiên hàng, mãnh liệt hướng về Ma Phi Thiên chấn giết tiếp. Ma Phi Thiên kinh hãi lui lại, phịch một tiếng, Diệp thần tay cầm cách không oanh trên lôi đài. Đánh ra một cái vô cùng rõ ràng cự đại trưởng ấn hạ là thâm uyên, lớn đất phảng phất đều bị hắn đánh xuyên qua. Tốt, rất tốt, tiểu tử, là ta xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà có thể thành Phật. Ma Phi Thiên nhìn thấy Diệp thần luân hồi Phật trưởng hung mãnh, cũng là chấn động. Chỉ thấy Diệp thần toàn thân hào quang vạn trượng, sáng chói lóa mắt tới cực điểm, dậy người không cách nào nhìn thẳng. Ma Phi Thiên gương mặt nhưng dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt theo oán độc khôi phục lãnh tịch, nói, người bây giờ hào quang vạn trượng, hoàn toàn chính xác lóa mắt, không hổ là thiên tài. Bất quá, hào quang của ta, tại ngươi phía trên. Tiếng nói vừa ra, Ma Phi Thiên nhất cắn răng, toàn thân gân xanh nổi lên, một cỗ sáng chói thần thánh hào quang, cấp tốc từ trên người hắn chảy xuôi mà ra. A, à, Diệp thần nhìn thấy Ma Phi Thiên toát ra thần thánh rực rỡ, mơ hồ thấy không đúng. Đúng là bắt được một cỗ chí cao thần thánh ý vị, như thiên đường đại đạo. Như vậy thần thánh đạo uẩn, xuất hiện tại Ma Phi Thiên trên thân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, tại Ma Phi Thiên quanh thân, đã tạo thành một cỗ thần thánh khí tràng, liền Diệp thần luân hồi Phật quang, cũng không cách nào lại mặc thấu áp chế. Xoạt! Ma Phi Thiên sau lưng, bỗng nhiên triển khai một hai cánh, nhưng không phải thiên ma hắc rực, là một đôi thần thánh trắng bạc cánh. Tràn đầy hào quang phù văn, cánh chim giãn ra ở giữa, thậm chí chảy ra sử thi tiếng ca ngợi. Giờ khắc này Ma Phi Thiên, liền tóc đều hóa thành màu bạc, có vô thượng thánh quang tại sợi tóc ở giữa lưu chuyển, mỗi một đầu sợi tóc đều tràn đầy huyền áo triết lý, vừa mới hắn bị đốt bị thương làn da, đã hoàn toàn khôi phục, hào quang mượt mà như hải nhi, không dính vào chút nào bụi trần. Trên người hắn, vô tận thánh quang đang tỏa ra, cùng Diệp thần Phật quang địa vị ngang nhau. Thiên địa sinh ra biến động thật lớn, vừa mới nhét đầy càn khôn màu vàng kim Phật quang, đã lui tản một nửa, bị Ma Phi Thiên ánh sáng thần thánh chiếm cứ. Thật lớn tình cảnh, như vẽ quyển hiện ra ở trước mặt mọi người, thiên địa một nửa là màu vàng kim, luân hồi Phật quang chiếu rọi, một nửa khác là thần thánh trắng bạc màu sắc, lưu chuyển lên vô tận hào quang, còn có chút tinh không ảo diệu. Ma Phi Thiên đồng tử, tựa như tinh không thâm thúy, mái tóc dài màu bạc, cánh chim màu bạc. Làm nổi bật lên hắn tôn quý vinh quang thân phận, tựa như là tinh không chi chủ, chúng thần chi chủ, lộ ra một cỗ chí cao ý vị, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền phảng phất nghĩ phải quỳ lạy thần phục. Đây là, tinh không thần tộc tư thái. Diệp thần nhìn thấy Ma Phi Thiên như thế thần thánh tư thái, rất đỗi kinh động. Xưa nay bạo ngược hung lệ Ma Phi Thiên, giờ phút này thế mà thuế biến đến như thế thần thánh, liền cùng biến thành người khác vậy.
hắn tán phát hào quang, cùng Diệp Thần đầy người Phật quang so sánh, mảy may cũng không yếu. Không sai, mặc dù như vậy tư thái, ta không quá ưa thích, nhưng không thể không nói, tinh không thiên thần tư thái, đích thật là hào quang vạn trượng, mà lại chịu thiên đạo hạn chế cũng nhẹ nhất, không giống ma đạo như vậy, khắp nơi bị áp chế, ha ha, thượng thiên cũng e ngại hắc ám tử vong đây này. Ma Phi Thiên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mình lao nhanh mênh mông lực lượng, tâm tình cũng không có bao nhiêu vui sướng. Bởi vì, hắn tôn trọng hắc ám ma nói, hắc ám cùng tĩnh lặng mới là hắn chỗ công nhận sinh mệnh vĩnh hằng, quang minh chẳng qua là tạm thời, cuối cùng phải thuộc về tại hắc ám, nếu như không phải là vì đối kháng Diệp Thần, hắn cũng không muốn mở ra bộ dạng này tinh không thiên thần tư thái. Này tinh không thiên thần tư thái, cũng không phải hắn trời sinh tư thái, là tinh không thần tộc bản tướng, hắn tại đoạt lấy tinh không thần tộc quyền chui về sau, cũng chiếm lấy tinh không thần tộc huyết mạch, có thể biến thân tinh không thiên thần. Diệp Thần nhìn chăm chú Ma Phi Thiên, chấn động trong lòng càng sâu, hắn theo Ma Phi Thiên tinh không thiên thần tư thái bên trên, cảm nhận được chí cao thiên đường thần thánh. Nguyên Thiên Đế năm đó sáng tạo đỉnh phong áo nghĩa, nguyên thần thiên đường, đủ loại diệu pháp, kỳ thật linh cảm đầu nguồn liền là tinh không thần tộc. Chân chính thiên đường, cũng không tại Nguyên Thiên Đế lãnh thổ bên trên, là tại tinh không thần tộc lĩnh địa bên trong. Nguyên Thiên Đế nhìn thấy Ma Phi Thiên như vậy tư thái, cũng là toát ra một vệt chấn động chi ý, lẩm bẩm nói, ta ngày xưa ngưỡng vọng thiên đường, bây giờ quyền hành lại bị Ma Phi Thiên chấp trưởng, thật sự là tạo hóa vô thường a. Trên lôi đài, Ma Phi Thiên tại hóa thân tinh không thiên thần về sau, đã thu liếm lại cái kia cỗ hung tàn thô bạo bộ dáng, mọi cử động trở nên đường đường chính chính, có thần thánh hào quang tại không ngừng chảy. Luân hồi chi chủ, liền để ta nhìn một chút, là ngươi cái này luân hồi Phật lợi hại, vẫn là ta này tôn tinh không thiên thần lợi hại. Ma Phi Thiên tay cầm vừa nắm, cửu thiên đồ long đao nắm chặt nơi tay, thiên địa pháp tướng thuật pháp bùng nổ, thân thể cất cao vạn trượng, hóa thành một tôn vạn trượng thiên thần, nguy nga vô lượng, óng ánh thánh quang nở rộ, ở trên bầu trời huyễn hóa ra từng mảnh thiên đường thánh thổ, có vô số thần linh tại ngâm sướng bài hát ca tụng. Tốt, Ma Phi Thiên, chiến thống khoái. Diệp Thần ánh mắt cũng là tràn đầy cuồng nhiệt đấu trí, cũng là thi triển thiên địa pháp tướng, thân thể che trời, hóa thân vạn trượng thánh Phật, vô tận Phật quang chiếu rọi thành thiên quốc thánh thổ, vô tận kim bằng phượng hoàng, kim long bạch long, bao quanh Diệp Thần thân thể bay múa, hùng vĩ tới cực điểm. Ta thân hóa thánh Phật, kim luân thủ tự, phát đại hoành nguyệt, hôm nay chu diệt hết thảy địch. Diệp Thần một tiếng ngâm sướng, bóp một cái Phật quyết, sau lưng liền dâng lên một đạo kim luân, đó là bốn đại chí cao thần khí một trong, thiên đế kim luân. Ong ong ong, thiên đế kim luân lấp lánh, nở rộ vô tận kim quang, tại kim luân bên trong, còn dung hợp một vòng thiên hỏa mệnh tinh. Trước kia, Diệp Thần tuy được đến thiên đế kim luân, nhưng vẫn không có thể chân chính phát huy thần khí này uy lực. Nhưng bây giờ, hắn chứng đạo thành Phật, Phật quang vạn trượng, khí tức cùng thiên đế kim luân tương thông, thiên đế kim luân cùng hắn Phật pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rốt cục có thể bộc phát ra chân chính cường hãn uy lực. Diệp Thần đem thiên hỏa mệnh tinh, đều dung nhập vào thiên đế kim luân bên trong, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, đem thiên đế kim luân chộp trong tay. Thần khí này tại Diệp Thần trong tay, phảng phất thành một thanh kỳ môn binh khí, mãnh liệt hướng Ma Phi Thiên đánh tới, kim quang cuồn cuộn gào thét. Lúc này Diệp Thần, ánh mắt sắc bén, như bế nghễ cửu thiên chim ưng, lòng dạ rộng lớn, phảng phất cuồn cuộn bao dung sơn hà vạn giới, thân thể vĩ đại, như có thể chèo chống vũ trụ tinh không. Phật quang vạn trượng, đủ để lui tránh thế gian hết thảy tà ác, đủ loại sức mạnh to lớn hạo đáng, đều gia tăng trong tay thiên đế kim luân bên trên, một vòng vung đánh, như quét ngang chư thiên vô địch. Thất tinh đồ long chém. Ma Phi Thiên thấy thế, lại là không sợ chút nào, ý chí chiến đấu sục sôi, tầm mắt tinh luyện, uy nghiêm không giảm, khí thế không kiệt, như một tôn chấp trưởng tinh không vĩ thần, trong tay cửu thiên đồ long đao mang theo vô tận thánh quang, như viễn cổ chiến thần vung chảm. Chém thẳng hướng Diệp Thần Thiên Đế Kim Luân. Keng! Thiên Đế Kim Luân cùng cửu thiên đồ long đao tấn công, phát ra một hồi chấn nhân tâm phách, lại khiến người tỉnh một tiếng va đập, vô tận hào quang theo trong đụng chạm bộc phát ra, xé liệt thương khung, nghiền nát lưu vân, phai mở thời không, ma diệt pháp tắc, nhưng không thể dung chuyển Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên hai người vĩ ngạn vạn trượng thân thể. Diệp Thần chấp vòng, Ma Phi Thiên trưởng đao, hai người toàn lực đánh nhau, quyết tử giao phong. Đao luân không ngừng va chạm, kim quang kinh thiên,
sóng khí sục sôi như nước thủy triều. Toàn trường xem người mắt thấy như vậy kinh thiên lớn đấu, đều là chấn sợ thất sắc. Theo mặt ngoài xem, Diệp Thần tu vi, cũng chính là thiên nguyên cảnh tầng 2, mà Phi Thiên là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng hai người như vậy kinh thiên đánh nhau khí tượng, đã vượt qua thượng vị thần tranh đấu. Thậm chí, nếu như là bình thường thượng vị thần, cuốn vào hai người trong tranh đấu, chỉ có bị sống sờ sờ nghiền nát xuống tràng. Nếu như không có nói, còn tưởng rằng là có hai tôn thiên đế, đang kịch liệt quyết đấu lấy. Luân hồi trận doanh bên trong, Già Ly sư quá tập trung lấy đánh nhau khí tượng, nói trước đây luân hồi chi chủ, cùng Chu Võ Hoàng đánh nhau, nội tức tiêu hao quá lớn, như vậy cùng Ma Phi Thiên chiến đấu, thời gian kéo dài thêm, chỉ sợ vẫn là muốn lạc bại a. Diệp Thần hóa thân luân hồi Phật, Ma Phi Thiên hóa thân tinh không thiên thần, hai người kinh thiên lớn đấu, thiên đế Kim Luân cùng cửu thiên đồ long đao không ngừng va chạm, rất nhanh lại lâm vào rằng co chiến đấu bên trong lúc nhất thời đánh cho khó hòa giải. Tại hai người chiến đấu kịch liệt dưới, không gian đã ép diệt thành phế tích, khắp nơi đều là thời không phá toái đản sinh hắc động vòng xoáy cùng vết rách, tràng diện rất là kinh người, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng luận khí tức, Diệp Thần cuối cùng không bằng Ma Phi Thiên thâm hậu. Lại như thế rằng co nữa, đối Diệp Thần khá bất lợi. Diệp Thần cũng cảm giác được điểm này, hắn còn tưởng rằng hóa thân luân hồi Phật, lại mượn trợ thiên đế Kim Luân, có thể thất bại Ma Phi Thiên, không cần lại mượn dùng cái gì vĩ đại kỳ quan. Nhưng hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp Ma Phi Thiên thực lực. Ma Phi Thiên hóa thân tinh không thiên thần về sau, cùng Diệp Thần đánh nhau, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bù! Diệp Thần biết không có thể lại kéo dài như vậy nữa, thân thể lập tức co rụt lại, theo vạn trượng cao vĩ Phật, khôi phục hồi trở lại bình thường bộ dáng. Hắn co rụt lại nhỏ, Ma Phi Thiên cũng đi theo thu nhỏ, nhưng trên thân thánh quang không giảm một chút, tiếp tục dẫn theo cửu thiên đồ long đao chém giết tới, nói, luân hồi chi chủ, làm sao, sợ sao? Diệp Thần cười nói, ta chỉ có chết trận, không có lùi bước sợ hãi đạo lý. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần đột nhiên tế ra một tòa thần đỉnh, tinh quang sáng chói cuồn cuộn, chính là tinh không đỉnh. Tinh không đỉnh hô một tiếng, xen lẫn kinh thiên tinh không vĩ lực, hung hăng hướng về Ma Phi Thiên ném tới. Ha ha, tinh không đỉnh sao? Ta cũng có. Ma Phi Thiên đại cười, đồng dạng tế ra một tòa tinh không đỉnh, hắn giờ phút này mở ra lấy tinh không thần tộc tư thái, cái kia tinh không đỉnh cũng là thánh quang lưu chuyển, linh khí rộng rãi sục sôi. Hai tòa tinh không đỉnh, mắt thấy là phải ở giữa không trung đụng vào nhau, nhưng Diệp Thần chợt cười cười, bỗng nhiên đem tinh không đỉnh thu hồi, đổi lại một tòa cổ xưa bia đá kia trên có khắc một cái thiên chữ, chính là thiên bi. Nguyên lai, Diệp Thần thôi động tinh không đỉnh, chẳng qua là hư chiêu, chân chính thực chiêu là thiên bi. Dùng Diệp Thần bây giờ trạng thái, muốn phát huy ra thiên bi uy lực chân chính, tương đương gian nan, nhưng hắn thả ra thiên bi về sau, cũng không thôi động, mà là chấn thủ lấy, chờ lấy Ma Phi Thiên tinh không đỉnh đánh tới. Không tốt! Ma Phi Thiên đại kinh, hắn tinh không đỉnh coi như lại kiên cố, làm sao có thể cùng thiên bi so sánh. Trong lúc nguy cấp, Ma Phi Thiên muốn đem thiên bi thu hồi, nhưng đã không còn kịp rồi. Phịch một tiếng, hắn tinh không đỉnh, hung hăng đâm vào Diệp Thần Thiên trên tấm bia. Như vậy va chạm kết quả, lại là Ma Phi Thiên tinh không đỉnh, lập tức bị đâm ra từng đầu vết rách, cơ hồ muốn phá toái. Mà thiên bi, lại là không hư hao chút nào, thậm chí không có bị dung chuyển dù cho một chút xíu. Diệp Thần tuy không lực thôi động thiên bi tác chiến, nhưng trông coi thiên bi chờ kẻ địch đụng vào chịu chết, lại là dư xài. Phốc, tinh không đỉnh vỡ tan, Ma Phi Thiên lập tức gặp trọng đại liên lụy cắn trả, tại chỗ liền thổ huyết, toàn thân thánh quang ảm đạm, sau lưng một hai cánh dần dần trở nên u ám, sau đó thu rụt trở về, cả người rất nhanh theo tinh không thiên thần tư thái, đánh về nguyên hình. Đáng chết tiểu tử, dám âm ta. Ma Phi Thiên đại vì chấn nộ, hắn vừa mới hóa thân tinh không thiên thần, đường đường chính chính, lại gặp Diệp Thần là Phật Đà, cho nên cũng dùng là tất cả chiến đấu chiêu số, đều là đường đường chính chính giao phong, nào nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên chơi lừa gạt, thế mà dùng thiên bi âm hắn một tay. Nếu như sớm biết Diệp Thần sẽ điều động thiên bi, hắn cũng sẽ không ngu đến mức lấy chính mình tinh không đỉnh đi đụng, cái kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thiên bi chính là luân hồi huyền bia đứng đầu, ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, nếu có thể lượng toàn bộ nổ tung, đủ để phá hủy nửa cái không không lúc nào không. Lần này bị âm,
Ma Phi Thiên chấn nộ tới cực điểm. Binh bất hiếm trá, Ma Phi Thiên, người có thể là cực đạo ma tôn, trời sinh đại ma đầu, người còn không cho phép ta âm ngươi rồi. Phật tâm chu ma, thiên hỏa diệt tà, liền tại hôm nay. Diệp thần nhìn thấy Ma Phi Thiên gặp cắn trả trọng thương, liền tinh không thần tộc tư thái đều không thể lại giữ vững, đâu chịu buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, lập tức ngự ra thiên đế kim luân, kim luân bên trong thiên hỏa mệnh tinh năng lượng nổ tung, toàn bộ thiên đế kim luân hóa thành một khỏa đại hỏa cầu, oanh long long hướng về Ma Phi Thiên oanh tạc xuống. Ma Phi Thiên thân thể chấn động, tại cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khổng lồ làm nổi bật dưới, thân thể của hắn lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Toàn bộ lôi đài đều bị đại hỏa cầu uy thế bao phủ, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngạnh bính. Nhưng trọng thương phía dưới, mong muốn ngạnh bính Diệp Thần mãnh liệt như vậy thế công, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Diệp Thần tâm nghĩ, chính mình một kích này, mặc dù không đủ để nổ chết Ma Phi Thiên, nhưng ít ra có khả năng đưa hắn bước xuống đài. Chỉ cần Ma Phi Thiên xuống đài, coi như là nhận thua, này tinh không tranh bá thi đấu liền là Diệp Thần thắng. Đến mức nổ chết Ma Phi Thiên, Diệp Thần cũng không dám hy vọng xa vời, dù sao Ma Phi Thiên là cực đạo ma tôn, hắn trong huyết mạch ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ, chỉ là bởi vì thiên đạo quy tắc hạn chế, không có bạo phát đi ra thôi. Nếu là Ma Phi Thiên liều lĩnh đại giới, triệt để bùng nổ, hắn thậm chí có khả năng áp chế đỉnh cấp thiên đế. Đương nhiên, như vậy bùng nổ, hậu quả cực lớn, hắn khẳng định sẽ xúc động thiên đạo, rước lấy đủ loại kiếp phạt. Tự thân cũng phải bị thiên đạo triệu hồi tinh không bỉ ngạn bên trong đi. Diệp Thần đoán chừng, Ma Phi Thiên giờ phút này, đối mặt chính mình oanh tạc, hoặc là xuống đài tránh né nhận thua, hoặc là đánh vỡ thiên đạo quy tắc hạn chế, trực tiếp bùng nổ thực lực mạnh nhất. Nếu như đổi lại Diệp Thần, vậy khẳng định là nhận thua được rồi, dù sao đánh vỡ thiên đạo quy tắc hạn chế, giá quá lớn. Hắn cũng kết luận, Ma Phi Thiên đoán chừng là muốn nhận thua. Nhưng mà, vượt quá Diệp Thần dự kiến, cái kia đại hỏa cầu oanh tạc xuống, Ma Phi Thiên cũng không có tránh lui nhận thua ý tứ, mà là chuyển động trên ngón tay của chính mình huyết chi thạch chiếc nhẫn, điên cuồng điều động huyết chi thạch năng lượng. Ao ao ao! Huyết chi thạch năng lượng dâng trào mà ra, vì Ma Phi Thiên cung cấp đại lượng khí huyết bổ dưỡng, trong nháy mắt khôi phục hắn vừa mới va chạm thiên bi gặp cắn trả nội thương. Nhưng, coi như thương thế hắn khôi phục, Diệp Thần đại hỏa cầu, đã oanh tạc xuống tới. Hắn đã tới không kịp lại làm ra bất luận cái gì tránh né hoặc là phản kích động tác. Diệp Thần đồng tử hơi hơi co vào, Ma Phi Thiên muốn làm gì, muốn chết sao? Hắn thiên đế kim luân hỗn hợp có thiên hỏa mệnh tinh, ngưng tụ ra đại hỏa cầu, nổ tung uy thế hạng gì kinh người, nếu là Ma Phi Thiên đã không né tránh, lại không phản kích, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Oanh! Tại Diệp Thần kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc bên trong, cái kia viên hỏa cầu thật lớn. Hung hăng nổ ở Ma Phi Thiên trên thân, màu vàng kim cùng màu đỏ liệt hỏa, lập tức đem Ma Phi Thiên cả người đều cắn nuốt hết, nổ tung bụi bặm ngập trời vạn dặm, uy vi tráng quan. Nhìn thấy một màn này, toàn trường xem người kinh hô, không ít người hít sâu một hơi, đều coi là Ma Phi Thiên bị sống sờ sờ nổ chết rồi. Này Ma Phi Thiên điên rồi, tại chỗ chờ lấy bị tạc chết sao? Nghĩ không đến cuối cùng lại có thể là luân hồi chi chủ thắng A. Ma Phi Thiên đường đường cực đạo ma tôn, thế mà cứ như vậy bị tạc đã chết rồi sao? Rất nhiều chỉ trích thanh âm vang lên, quần hùng rất rõ ràng Diệp Thần cái kia đại hỏa cầu nổ tung uy lực, dung hợp thiên đế kim luân cùng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, còn có Diệp Thần thành Phật đại pháp lực, hạng gì hung mãnh, Ma Phi Thiên đã không né tránh cũng không phản kích, cứng rắn chịu Diệp Thần oanh tạc, cái kia cùng muốn chết không sai biệt lắm. Tốt a, Diệp Thần thắng. Luân hồi trận doanh bên trong, Tôn Di hưng phấn vạn phần hoan hô lên, như vậy mãnh liệt oanh tạc, chắc hẳn Ma Phi Thiên đã bị tạc thành cho tàn, ít nhất hiện tại nàng đã bắt không đến Ma Phi Thiên bất kỳ khí thức gì. Nhậm Phi Phàm thần sắc lại trước nay chưa có trầm trọng, nói, không, chiến đấu còn không có kết thúc. Chỉ thấy đã thành phế tích trên lôi đài, nổ tung bụi mù chậm rãi tán đi, lộ ra một đạo cổ quái vặn vẹo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, xem dung mạo là Ma Phi Thiên, nhưng đã hoàn toàn không thành hình người. Mà là cùng loại một loại nào đó động vật chân đốt, Ma Phi Thiên tứ chi đều nằm dạp trên mặt đất, tay chân chân bày biện ra một cỗ xoay chuyển vặn vẹo tư thái, không biết là bị Diệp Thần nổ thành dạng này, vẫn là bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị vặn vẹo đi. Diệp Thần nhìn thấy Ma Phi Thiên, cũng là ngây dại.
Mặc dù Ma Phi Thiên giống như một cái động vật chân đốt, nằm sấp ở trước mặt hắn, nhưng hắn đã không cảm giác được Ma Phi Thiên khí tức, chỉ bắt được một cỗ cực kỳ khủng bố, cực kỳ hôi thối, cực kỳ âm trầm sát khí gợn sóng. Là Ngạc Tuyền chi thủy sát khí. Luân hồi chi chủ, có thể đem ta bước đến nước này, người thật đúng là vô địch a. Ma Phi Thiên liếm môi một cái, biểu lộ ngũ quan cũng là hoàn toàn vặn vẹo, như là một loại nào đó không thể diễn tả quái vật. Giờ phút này, hắn thế mà điều động Ngạc Tuyền chi thủy năng lượng. Hắn đã từng uống xong Ngạc Tuyền chi thủy, lại hấp thu Phong Bạo Nữ Vương Triệu Ngưng Mộng Ngạc Tuyền chi thủy, nói cách khác, trong cơ thể hắn có hai phần Ngạc Tuyền chi thủy. Này hai phần Ngạc Tuyền chi thủy, đã dung hợp thành một phần, ác mộng sát năng lượng, bị Ma Phi Thiên triệt để dẫn nổ. Ngạc Tuyền chi thủy sát khí, như từng sợi sương mù, quanh quẩn Ma Phi Thiên quanh thân, cỗ sát khí kia đã là ăn mòn, cũng là thủ hộ, cho nên vừa mới Diệp Thần cái kia kinh thiên kịch liệt nổ tung, cũng không thể nổ chết Ma Phi Thiên. Hiện tại Ma Phi Thiên như vậy vặn vẹo quỷ dị tư thái, là Ngạc Tuyền chi thủy sát khí phát tác dấu hiệu. Ngươi cái quái vật này. Diệp Thần khẽ cắn môi, không nghĩ tới Ma Phi Thiên sẽ dẫn nổ Ngạc Tuyền chi thủy, làm như thế đại giới, mặc dù không có đánh vỡ thiên đạo hạn chế lớn như vậy, nhưng đại giới khẳng định cũng là vô cùng thảm liệt. Giờ phút này, Diệp Thần đã hoàn toàn nhìn không thấu Ma Phi Thiên thực lực sâu cạn, chỉ cảm thấy vô cùng khủng bố, vô cùng ác tâm, lại bị khơi gợi lên đối đại từ thụ hoàng áy náy, hắn trong lòng xé rách đến lợi hại. Diệu Pháp Liên Hoa, cho ta trấn áp. Diệp Thần một trưởng oanh ra, Phật quang nở rộ, thi triển Diệu Pháp Liên Hoa Phật Pháp, một đóa thất sắc liên đài, hung hăng hướng về Ma Phi Thiên trấn áp xuống, hắn chỉ muốn lập tức đem Ma Phi Thiên giết chết. Ma Phi Thiên cười hắc hắc, không sợ chút nào, như chân cánh tay, dùng một cái vặn vẹo quỷ dị góc độ vung ra, nhánh cây tay cầm, lại một thoáng xuyên thấu Diệp Thần thất sắc liên đài, phá hết Diệp Thần Phật Pháp. Từng sợi quỷ bí ác mộng sát khí, theo Ma Phi Thiên trên bàn tay truyền ra, chỉ một chút, liền để Diệp Thần cái kia thất sắc liên đài, hóa thành cho tàn. Diệp Thần một hồi chấn động, chỉ thấy cái kia ác mộng sát khí, thậm chí giống như rắn độc vò tới, mong muốn từng bước xâm chiếm thân thể của hắn. Không tốt. Diệp Thần kinh hãi, chỉ cảm thấy cỗ này ác mộng sát, so với hắn dĩ vãng đụng phải sát khí, đều muốn hung mãnh khủng bố rất nhiều, là Ngạc Tuyền chi thủy bản nguyên sát khí, lộ ra thế gian chí tả chí ác âm u. Ô ô ô, một màn kinh người xuất hiện, Diệp Thần trên thân hết thảy Phật quang khí tượng, toàn bộ bị cỗ này ác mộng sát từng bước xâm chiếm đi. Vừa mới còn tràn ngập sơn thần giới thiên địa kim quang, toàn bộ ảm đạm đi. Diệp Thần thành Phật khí tượng, cũng đỡ không nổi ác mộng sát ăn mòn. Cỗ này ác mộng sát như giỏi trong xương, quanh quẩn tại Diệp Thần trên da vô pháp tán đi, muốn dọc theo lông của hắn lỗ, đưa hắn triệt để ăn mòn đi. Tinh khiết chi tâm, thủ hộ. Diệp Thần khẽ cắn môi, vội vàng thôi động tinh khiết chi tâm, phụ trợ lấy luân hồi huyết mạch, trấn thủ trong cơ thể trật tự. Tinh khiết chi tâm nguồn gốc từ Hải Nguyệt Thần Nữ, Hải Nguyệt Thần Nữ là thiên sinh tinh khiết người. Trước đó tại Thiên Mẫu Nương Nương kết hợp một chút, Diệp Thần cùng Hải Nguyệt Thần Nữ hợp thể, đạt được tinh khiết chi tâm. Lần này, tinh khiết chi tâm phát huy tác dụng, lập tức giúp Diệp Thần ổn định lại trong cơ thể trật tự, ngăn cản ác mộng sát khí ăn mòn. Nhưng từng sợi ác mộng sát khí, quanh quẩn tại Diệp Thần trên da, lại hoàn toàn không cách nào xua tan, cũng làm cho Diệp Thần vô cùng kinh hãi. Ngạc Tuyền chi thủy sát khí, lại mãnh liệt xảo trá đến nước này, nếu là hắn bị ăn mòn. Vậy khẳng định phải giống như đại từ thụ hoàng như thế, bị ăn mòn thành một bãi lạn nê. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, như thế nào, người còn muốn thắng ta, nằm mơ đi. Người muốn bị ta ăn mòn thành một bãi lạn nê. Ma Phi Thiên giữ tợn cười rộ lên, âm xâm xâm nhìn chằm chằm Diệp Thần, tự thân ác mộng sát khí không ngừng tràn ngập ra đi, điên cuồng ăn mòn Diệp Thần. Cỗ này ác mộng sát khí là như thế mãnh liệt đáng sợ. Thậm chí lại bắt đầu ăn mòn bốn phía lôi đài cấm chế. Những cấm chế này, là Nguyên Thiên Đế cùng Đại Chủ Tể tự tay bày ra, vừa mới Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên kinh thiên lớn đấu, còn có trước đó Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng chiến đấu, đều không có thể đánh phá, không để cho chiến đấu dư ba, tai họa người xem. Nhưng bây giờ, ác mộng sát khí sôi trào bao la mờ mịt, thế mà liền chung quanh lôi đài cấm chế, cũng dần dần bị từng bước xâm chiếm ma diệt. Toàn trường không ít người xem, lập tức phát ra khủng hoảng thanh âm. Không xong, Ngạc Tuyền chi thủy lan tràn tới. Đó là Sửu Thần bảy ác mộng trận bố cục a,
ta cũng không muốn biến thành một đầu ác mộng yêu khôi lỗi. Này Ngạc Tuyền chi thủy sát khí thế mà khủng bố như vậy, trời ạ, sợ là Liên Thiên Đế cũng đỡ không nổi ăn mòn đi. Luân hồi chi chủ chết chắc. Đúng vậy a, luân hồi Phật vĩ đại khí tượng, cũng đỡ không nổi ăn mòn, này ác mộng sát cũng thật là đáng sợ. Thính phòng tao loạn, e sợ cho ác mộng sát khí lan tràn đến trên người mình. Đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế đều là trao mày, bọn hắn bày ra thủ hộ cấm chế, Liên Thiên Đế đều không thể đánh vỡ, nhưng này ác mộng sát khí, lại có thể ăn mòn. Chỉ có thể nói, Ngạc Tuyền chi thủy tà ác nguyên chất, thực sự quá kinh khủng một điểm. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng là lớn cau mày. Hắn uống xong Ngạc Tuyền chi thủy, đạt được thiên đại lực lượng tẩm bổ, từ đó đột phá đến siêu phẩm thiên đế mức độ. Tại bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới về sau, hắn từng nếm thử đem trong cơ thể Ngạc Tuyền chi thủy bốc hơi đi, nhưng phát hiện cái kia Ngạc Tuyền chi thủy đã cùng chính mình hòa làm một thể, vô pháp loại trừ. Hiện tại nhìn thấy Ma Phi Thiên bùng nổ ác mộng sát khí, khủng bố như thế, Hồng Quân lão tổ cũng có chút lo lắng, lại gặp Ma Phi Thiên tứ chi nằm sấp, một bộ vặn vẹo tư thái, cảm thấy phiền ác, suy nghĩ, nếu là tương lai ta ác mộng sát phát tác, cũng muốn biến thành như vậy quái vật bộ dáng sao? Lúc này, thẩm phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, liên tục đánh ra từng đạo linh quyết, ra cố cấm chế thủ hộ, lại tế ra thẩm phán chi chủ, đem thiết ra ngoài ra ác mộng sát khí toàn bộ xua tan, lớn tiếng nói, đại gia đừng hốt hoảng, đều ngồi xuống, chiến đấu còn không có kết thúc đây. Một chút tiết ra ngoài sát khí, Thiên Pháp Lộ Nguyệt vẫn có thể xua tan, nhưng trong võ đài, đầy bừng bừng như sương mù dày ác mộng sát, nàng nhìn thoáng qua liền thấy khủng bố. Diệp Thần đặt mình vào tại càng lúc càng nồng nặc ác mộng sát bên trong, trong lòng vô cùng trầm trọng. Ma Phi Thiên có được hai phần Ngạc Tuyền chi thủy năng lượng, lần này bùng nổ, ác mộng sát uy thế quá kinh khủng, Diệp Thần chỉ có thể tạm thời dùng tinh khiết chi tâm đối kháng. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, còn muốn phí công dẫy dụa sao? Chết đi cho ta! Ma Phi Thiên cười gằn, như động vật chân đốt thân thể, một thoáng bật lên đến. Thân thể dùng một cái không cách nào hình dung vặn vẹo tư thái, đầu gối va chạm hướng Diệp Thần đầu. Khó có thể tưởng tượng, như thế dữ tợn như quái vật Ma Phi Thiên, vừa mới vẫn là một tôn vĩ đại tinh không thiên thần. Này ác mộng sát đối người vặn vẹo, đối người nói xấu, thực sự quá lợi hại, không thể tưởng tượng nổi. Quái vật, xúc sinh, hỗn trướng, thiên đạo đại tinh không, cho ta trấn áp. Diệp Thần khẽ cắn môi, đột nhiên tế ra tinh không đạo thư. Đạo thư phi thiên, hóa thành một mảnh cuồn cuộn ngân hà tinh không, theo trên trời sao rải xuống hạ từng sợi ánh sáng óng ánh sáng chói, này chút hào quang hiện ra thủy tinh màu sắc, óng ánh sáng long lanh, là thiên đạo thần quang bản sắc. Từng sợi thủy tinh tinh quang hạ xuống, lập tức đem chung quanh ác mộng sát khí, liên tục xua tan đi. Tinh không đại biểu cho đại trật tự, cỗ này trật tự uy áp hạ xuống, liền ác mộng sát khí đều ngăn cản không nổi, muốn bị ép diệt. Diệp Thần vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đằng trước hắn cùng Ma Phi Thiên giao thủ kịch liệt như thế, đã tiêu hao đại lượng linh khí, hiện tại lại vận dụng thiên đạo lớn tinh không tuyệt chiêu, thân thể của hắn gánh vác cực kỳ to lớn. Mà lại, thiên đạo đại tinh không cái này tuyệt chiêu, còn cần tiêu hao tinh không đạo thư bản thân linh khí, nếu như sử dụng quá tấp nập, tiêu hao quá kịch liệt lời, như vậy tinh không đạo thư, liền lại biến thành một tờ giấy lột, liền đới lấy ngôi sao nhỏ cái này khí linh, đều sẽ biến thành cho bụi. Cho nên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần cũng không muốn mở ra thiên đạo đại tinh không. Bất quá bây giờ đối mặt Ma Phi Thiên quỷ dị như vậy tập kích, Diệp Thần cũng chỉ có thể bùng nổ tuyệt chiêu này. Thiên đạo đại tinh không vừa ra, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, chung quanh ác mộng sát đều bị áp chế xuống, Ma Phi Thiên thân thể cũng suy suy rung động, da thịt đang bốc khói, thừa nhận thiên đạo tinh quang to lớn tra tấn. Ma Phi Thiên gương mặt vặn vẹo. Tại thiên đạo tinh quang trùng kích vào, tập kích động làm xuất hiện sai lầm. Diệp Thần nghiêng người trốn một chút, liền tránh qua, tránh né Ma Phi Thiên hung mãnh nhất kích. Ma Phi Thiên như một đầu con cóc lớn rơi xuống trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trên trời tinh không, thậm chí mơ hồ nhìn thấy thiên đạo khối Rubik đồ đằng khí tượng. Hắn cười hắc hắc, nói. Rất tốt, luân hồi chi chủ, ta liền biết ngươi còn có át chủ bài, có thể áp chế ta Ngạc Tuyền sát khí. Bất quá, đây là người cuối cùng lá bài tẩy a. Diệp Thần thiên đạo đại tinh không, rộng rãi bàng bạc, một thoáng áp chế Ngạc Tuyền chi thủy sát khí, toàn trường người đều vì thế mà chấn động. Nhưng,
Ma Phi Thiên biểu lộ, lại không có chút nào kinh khủng, ngược lại là mang theo một vệt hung tàn, ta còn có một tấm bài. Răng rắc, Ma Phi Thiên thắt lưng nứt ra, tư thái vô cùng quỷ dị, theo hắn nứt ra thắt lưng bên trong, một luồng mông lung quang vụ, bay lên. Quang vụ từ từ bốc lên đến bầu trời, huyễn hóa ra một cái vòng tròn vòng, cái kia mâm tròn lưu chuyển lên thánh quang cùng ma quang, màu bạc trắng ánh sáng thần thánh, cùng hắc ám tà ác ma khí, xen lẫn nhau chiếu sáng chói, như âm dương lưu chuyển không ngừng, sinh sinh bất diệt. Tại cái kia mâm tròn trung tâm, lại có một cái thâm thúy hắc động, phảng phất thông hướng vô ngần tinh thần vũ trụ cửa vào. Một chút vụn vặt tinh mang, theo cái kia mâm tròn bên trên bay ra mà ra, trên không trung lưu chuyển, như mộng như ảo. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn cái kia mâm tròn, lập tức thấy một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Mâm tròn thánh ma một thể, tinh quang tô điểm, tựa như liền là tinh không bị ngạn lối vào, bên trong ẩn chứa vô tận đại thế giới, lại dẫn Ma Phi Thiên bản thân ý chí mãnh liệt. Ma Phi Thiên, đây là sự vĩ đại của ngươi kỳ quan. Diệp Thần nhìn xem cái kia mâm tròn, càng xem càng thấy kinh hãi. Cái này mâm tròn, kết cấu vô cùng đơn giản, liền là một nửa thần thánh, một nửa âm ma, hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại, âm dương một thể, kết cấu cũng không phức tạp, xa xa không thể cùng sát sinh kiếm trận cầu, hoặc là chu thiên tinh bản trở phức tạp kỳ quan so sánh, nhưng lại lộ ra một cỗ phản phác quy chân, đại đạo đơn giản nhất ý vị. Toàn bộ mâm tròn, âm dương lưu chuyển ở giữa, biểu lộ ra ra Ma Phi Thiên bản thân ý chí mãnh liệt, muốn chấp trưởng càn khôn, hùng phách thiên, cường thế cực điểm. Không sai, này liền là sự vĩ đại của ta kỳ quan, thánh ma tinh luân. Bất luận cái gì người nghĩ bước vào tinh không bỉ ngạn, đều muốn theo ta thánh ma tinh luân xuyên qua, chịu ta trưởng khống, phụng ta làm tôn. Bỉ ngạn bên trên sinh linh, sinh tử của bọn hắn, muốn tại ta thánh ma tinh luân bên trên luân chuyển. Ta nghe nói luân hồi pháp tắc vì chư thiên chí cao, ta đây liền tái tạo luân hồi, ta mới thật sự là luân hồi chi chủ. Ma Phi Thiên thanh âm trở nên âm vang có lực, eo thân của hắn thẳng lên, không còn là vặn vẹo quỷ dị tư thái, tại thánh ma tinh luân chiếu dọi đến, hắn thân thể lưu chuyển lên thánh quang cùng ma hy, một nửa thân thể hóa thành hỗn độn thiên ma bộ dáng, một nửa khác thì lột xác thành tinh không thiên thần thần thánh. Thánh giữ ma, âm cùng dương, sinh cùng tử, khô cùng quang vinh, ở trên người hắn tuần hoàn không ngừng. Sự vĩ đại của hắn kỳ quan, tư tưởng lại là muốn sáng tạo thánh ma tinh luân, tự lập đạo thống, tự lập làm luân hồi chi chủ. Hắn phải dựa vào thánh ma tinh luân, lên làm chân chính luân hồi chi chủ, chấp trưởng chư thiên sinh diệt luân hồi. Cái này tư tưởng, thực sự quá điên cuồng, còn không có bước vào tinh không bỉ ngạn người, muốn tiến vào bỉ ngạn, cần theo Ma Phi Thiên thánh ma tinh luân bên trong xuyên qua, triệt để chịu hắn trưởng khống. Đã tại bỉ ngạn phồn diễn sinh sống sinh linh, sinh tử vận mệnh cũng muốn chịu thánh ma tinh luân chúa tể, Ma Phi Thiên là muốn làm chân chính chí cao luân hồi chi chủ, muốn chấn áp Diệp Thần, muốn trộm đoạt Diệp Thần khí vận, trưởng ngự chư thiên vạn giới. Như vậy điên cuồng tư tưởng, dĩ nhiên rất không có khả năng thực hiện, sự vĩ đại của hắn kỳ quan, cái kia thánh ma tinh luân, bên ngoài khuếch mông lung, cũng không chân thiết, chẳng qua là một đạo huyễn ảnh. Nhưng như vậy vĩ đại kỳ quan, có thể hiển hóa ra một đạo khái niệm ảo ảnh, đã vô cùng khinh khủng. Oanh long long, thánh ma tinh luân bộc phát ra hừng hực uy áp, thánh ma một thể, ép tới Diệp Thần toàn thân xương cốt răng rắc rung động, cơ hồ muốn bạo liệt. Nóng rực thánh quang cùng ma hy nở rộ, đem Diệp Thần vừa mới triệu hồi ra thiên đạo đại tinh không, triệt để nghiền nát đi. Phảng phất Ma Phi Thiên thánh ma tinh luân, đã lăng giá tại trên thiên đạo, lăng giá tại tinh không phía trên, khí chiều sục sôi, rộng rãi vô địch. Toàn trường xem người một hồi rung động, không ít người đầu ông ông tác hưởng, tại thánh ma tinh luân khí tức trùng kích vào, không ít người thậm chí xuất hiện ảo giác, coi là Ma Phi Thiên mới là luân hồi chi chủ, mà không phải Diệp Thần. Kinh khủng như vậy kỳ quan, ngươi lại có thể hiển hóa. Diệp Thần khẽ cắn môi, hoàn toàn không nghĩ tới, Ma Phi Thiên thế mà có thể tại không không lúc nào không chủ thế giới, hiển hóa ra này thánh ma tinh luân khái niệm. Một đạo huyễn ảnh chiếm cứ bầu trời, phảng phất đã trấn áp vạn giới càn khôn. Loại cấp bậc này vĩ đại kỳ quan, thậm chí là muốn đi quá giới hạn luân hồi, theo lý mà nói, hiển hóa hẳn là cực kỳ chật vật, mà lại Ma Phi Thiên lại có thiên đạo quy tắc hạn chế, hắn không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy, biểu lộ ra ra thánh ma tinh luân uy nghiêm. Ha ha, vậy sẽ phải đa tạ Ngạc Tuyền chi thủy,
nếu là không có Ngạc Tuyền chi thủy trợ lực, ta cũng không có khả năng đem trong lòng tư tưởng hiển hóa ra ngoài. Luân hồi chi chủ, hôm nay người muốn chết, cũng đừng trách ta, thì trách Sửu Thần đi thôi. Ma Phi Thiên cười cười, hắn lúc này thánh ma giao ở giữa, nửa bên mặt thần thánh thuần trắng như thiên thần, nửa bên mặt hắc ám tà ác như thiên ma, nụ cười lộ ra vô cùng quỷ dị. Ngạc Tuyền chi thủy có to lớn mặt trái hiệu quả, có thể khiến người ta sa đọa thành ác mộng yêu quái vật, nhưng cũng có mạnh mẽ chúc phúc trợ lực, có thể tăng lên rất nhiều người thực lực. Ma Phi Thiên có thể hiển hóa ra thánh ma tinh luân pháp tướng, nguyên lai chính là bởi vì có Ngạc Tuyền chi thủy trợ lực. Vào ta tinh luân, từ nay về sau, ta đem thay thế ngươi, trở thành luân hồi mới chi chủ, chân chính luân hồi chi chủ. Ma Phi Thiên nhe răng cười, vẫy bàn tay lớn một cái, thánh ma tinh luân bắn ra một cỗ cường hãn thôn vệ chi lực, bắt đầu điên cuồng hấp dẫn lôi kéo Diệp Thần, muốn đem Diệp Thần triệt để thôn vệ hết. Răng rắc, Diệp Thần không khí bên người, đá vụn, bụi đất, đều bị cuốn lên, đầu nhập cái kia thánh ma tinh luân bên trong đi, bị nghiền nát thành hư vô. Bất quá Diệp Thần thân thể, lại là lù lù bất động, sau lưng có thiên bi chấn thủ, đối kháng thánh ma tinh luân thôn phệ. Còn muốn giãy giụa, Ma Phi Thiên mục ánh sáng phát lạnh, tăng lớn thánh ma tinh luân thôn phệ chi lực. Diệp Thần cảm thấy mình cả người, phảng phất đều muốn bị đập vỡ vụn, nếu như không phải hắn có thiên bi bảo vệ lời, hắn đã chết. Xem ra, cuối cùng là phải đi đến một bước này. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn trong nội tâm, cũng có một cái vĩ đại kỳ quan tư tưởng, đủ mà đối kháng Ma Phi Thiên. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn vận dụng một chiêu này, bởi vì làm đại giá to lớn. Bất quá, đối mặt Ma Phi Thiên thánh ma tinh luân thôn vệ cùng áp chế, Diệp Thần nghĩ phản kích, cũng chỉ có dùng cuối cùng này lá bài tẩy. Chỉ có vĩ đại kỳ quan, mới có thể đối kháng vĩ đại kỳ quan. Tiểu tử, ngươi nói một mình nhắc tới chút gì? Ma Phi Thiên dương mắt lạnh lẽo Diệp Thần, không ngừng tăng lên lấy thánh ma tinh luân thôn phệ chi lực, hắn cũng muốn miễn cưỡng, Diệp Thần dựa vào thiên bi có thể chống bao lâu. Diệp Thần cười một tiếng, nói, ta cũng có vĩ đại kỳ quan, muốn cùng ngươi đấu đấu. Nghe vậy, Ma Phi Thiên nhất sững sờ, toàn trường xem người cũng là sững sờ, liền Nhậm Phi Phàm đều là một hồi kinh ngạc. Nói như vậy, chỉ có bước vào thiên nguyên cảnh võ giả, mới có tư cách tư tưởng vĩ đại kỳ quan. Mà lại nghĩ tư tưởng đến đầy đủ hoàn thiện, tại chủ thế giới hiển hóa ra khái niệm pháp tướng, vô cùng gian nan, bình thường liên thiên đế cũng khó khăn làm đến. Diệp Thần vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh không bao lâu, coi như vừa mới thành Phật, tu vi tấn thăng đến thiên nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong, mong muốn tư tưởng vĩ đại kỳ quan, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ma Phi Thiên không thể tin được, cười ha ha, nói, ngươi cũng có vĩ đại kỳ quan. Cái kia cứ việc phóng xuất nhìn một cái. Ta nhìn ngươi kỳ quan, chẳng qua là nghĩ viển vông, xa xa còn chưa tới hiển hóa pháp tướng mức độ. Hiển hóa pháp tướng, là thực hiện vĩ đại kỳ quan bước thứ nhất. Bởi vì vĩ đại kỳ quan tư tưởng, bình thường đều là phi thường không hợp thói thường, cho nên cơ bản không có thành công chế tạo khả năng, bình thường có thể hiển hóa ra khái niệm pháp tướng, đã coi như là tiểu viên mãn, nếu như có thể chế tạo ra một cái hình thức ban đầu, một cái góc, vậy liền có thể nói là đại viên mãn. Ma Phi Thiên có thể không tin, Diệp Thần đã có tư cách hiển hóa kỳ quan pháp tướng. Diệp Thần cười một tiếng, hai tay bóp quyết, điều động trong cơ thể còn sót lại hết thảy linh khí, quát. Đạo Thiên Kiếm, buông xuống đi. Tiếng quát hạ xuống, bốn phía đều tịch, lại không có nửa điểm dị tượng phát sinh. Ma Phi Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười ha ha, nói, sự vĩ đại của ngươi kỳ quan, gọi Đạo Thiên Kiếm. Kiếm ở đâu? Làm sao liền một điểm ảo ảnh đều không có gặp. Chung quanh khí lưu bình tĩnh, Diệp Thần chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, còn giống như chẳng qua là một cái nghĩ viển vông, căn bản không có bất luận cái gì có thể hiển hóa khái niệm hình thể. Ha ha ha! Toàn trường lại không ít người xem, cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Thần bộ dáng nghiêm túc, cùng chung quanh trống rỗng không khí, tạo thành tương phản to lớn, căn bản cũng không có cái gì vĩ đại kỳ quan xuất hiện. Xem ra tiểu tử này đã điên rồi, không thể nào tiếp thu được chính mình chiến bại sự thật. Hắn chết chắc, từ đó về sau, luân hồi mới chi chủ, liền là Ma Phi Thiên. Ta còn thật sự cho rằng luân hồi chi chủ có cái gì vĩ đại kỳ quan, xem ra bất quá là nghĩ viển vông. Rất nhiều khinh thường thanh âm, dồn dập vang lên. Luân hồi những trận doanh bên này,
người người thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, xem Diệp Thần bộ dáng, hẳn là thật tư tưởng ra vĩ đại kỳ quan, liền gọi đạo thiên kiếm, chỉ bất quá hắn không có đầy đủ năng lực, đem đạo thiên kiếm hiển hóa ra ngoài. Nếu như không thể hiển hóa, coi như cấu tứ hùng vĩ đến đâu kỳ quan, cũng chẳng qua là một đạo nghĩ viển vông thôi. Nhậm huynh, muốn xuất thủ, luân hồi chi chủ phải chết. Phật tổ có chút ngồi không yên, mà phi thiên thánh ma tinh luân còn trôi nổi ở trên trời, không ngừng tản mát ra kinh khủng thôn phệ chi lực. Tại đây thôn phệ chi lực hấp xả dưới, Diệp Thần chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Nhậm Phi Phàm biểu lộ ngưng trọng ngồi, nói, không, chờ một chút. Nhậm Phi Phàm cũng không có ra tay đi cứu Diệp Thần, nhưng đã lặng lẽ nắm bắt một khỏa nho nhỏ hạt châu màu đen, đó là đã từng luân hồi sách kiếp cho. Nếu quả thật có cái gì sinh tử kinh biến phát sinh, hắn sẽ không tiếc đại giới cải biến quá khứ, cứu vãn Diệp Thần. Nhưng bây giờ, hắn còn muốn nhìn lại một chút, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh, hy vọng Diệp Thần vĩ đại kỳ quan, thật có thể hiển hóa ra ngoài. Toàn trường vô số cường giả, đại chủ tể, nguyên thiên đế, thiên ung hoàng, đao thiên đế, hồng quân lão tổ, cốt thiên đế, hoàng lão, sơn thần, hoa tổ các loại, tất cả mọi người tầm mắt, đều tập trung tại Diệp Thần trên thân. Hoa tổ nghĩ thầm, tiểu tử này hẳn là phải chết a. Hắn làm sao có thể hiển hóa vĩ đại kỳ quan, đạo thiên kiếm, lấy đạo làm tên, thật đúng là cuồng vọng a. Sơn thần tâm tình thì là khẩn trương tới cực điểm, suy nghĩ, luân hồi chi chủ cuối cùng phải chết, vì sao ta nội tâm bất an như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có thể lật bàn? Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, tại rất nhiều châm chọc khiêu khích giễu cợt tiếng dưới, Diệp Thần biểu lộ lại là bình tĩnh, cười cười nói, xem ra hiển hóa vĩ đại kỳ quan, so ta trong tưởng tượng còn phải gian nan một chút. Ma Phi Thiên cười hắc hắc nói, kỳ quan pháp tướng, nơi nào có dễ dàng như vậy hiển hóa. Tiểu tử, ngày tận thế của ngươi đến. Ma Phi Thiên đại tay vồ một cái, thánh ma tinh luân bắn ra trước nay chưa có sáng chói thần mang, cuồn cuộn thôn phệ chi lực sục sôi tới cực điểm, điên cuồng lôi kéo Diệp Thần. Diệp Thần một mực lù lù bất động thân thể, cuối cùng bị kéo động, cả người bay lên, sắp bị hút vào thánh ma tinh luân bên trong đi. Nhìn thấy một màn này, toàn trường người bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh, rất nhiều thờ phụng luân hồi đám người, đã che lại con mắt không dám nhìn nữa, sợ nhìn đến Diệp Thần thịt nát xương tan tràng diện. Khác lập thiên đạo, ta vì cầm kiếm người, là vì đạo thiên kiếm, hết thảy đại đạo quy tắc chi tạo hóa, trưởng duyên sinh diệt, hiển hóa đi. Diệp Thần nhìn thẳng không ngừng tới gần thánh ma tinh luân, nội tâm lại có một cỗ vĩnh hằng bình tĩnh, phảng phất tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong đi, phát ra du dương tiếng ngâm sướng. Hô hô hô, theo Diệp Thần tiếng ngâm sướng hạ xuống, không khí chung quanh hắn khí lưu xoay tròn cấp tốc gào thét, linh khí nguyên chất nổ tung sôi trào, phía sau hắn chậm rãi hiển hóa ra một thanh kiếm cái bóng. Thanh kiếm này, thoạt nhìn vô cùng thô kệch bình thường, thân kiếm mấp mô, lại che kín loang lổ vết gì, thậm chí liền hình thể đều là không liên tục, đứt gãy thành nhiều đoạn. Nhưng tiếp theo sát, Diệp Thần trong tay lại bắn ra ba đạo lưu quang, một là luân hồi thiên kiếm, hai là viêm hoàng đế ấn, ba là hoài thương kiếm. Này ba đạo bí bảo, toàn bộ nóng chảy hiến tế đi, hóa thành năng lượng tinh thuần, bổ túc vào thanh kiếm kia cái bóng bên trong đi. Xoạt, xoạt, xoạt. Vừa mới vẫn là thô kệch bình thường, mấp mô. Vết dỉ loang lổ trường kiếm, thoáng chốc ở giữa, toát ra vô tận vầng sáng, thậm chí lộ ra sáng chói thủy tinh thần mang, đó là thiên đạo đặc hữu hào quang. Toàn trường chúng người ánh mắt hoa lên, bị cái kia vô tận vầng sáng đâm vào hai mắt phát đau nhức, đợi đến nhói nhói thoáng lắng lại, mọi người mở mắt, liền thấy vô cùng hùng vĩ một màn. Vừa mới cái kia thô kệch bình thường trường kiếm, đã hoàn toàn không thấy. Xuất hiện trong mắt mọi người, là một thanh cao vút trong mây. Vĩ ngạn bàng bạc cự kiếm, không biết có nhiều ít vạn trượng cao, mũi kiếm cắm sâu vào đại địa, thân kiếm như chiếc gương ánh sáng, lại như ngân hà sáng chói chói lọi, ẩn chứa vô tận năng lượng, hàn mang lấp lánh, phía trên khắc đầy phù văn, mỗi một đạo phù văn đều là một đạo pháp tắc, đại biểu cho thiên địa nguyên thủy nhất quy luật. Chỉ bất quá những phù văn này, này chút quy luật, đều là mông lung, nhìn không rõ ràng, cũng không biết có cái gì huyền bí, nhưng đều không ngoại lệ. Đều lộ ra đến cao đại đạo diệu bao hàm. Nhìn xem này nắm cự kiếm, tất cả mọi người trong lòng đều như phích lịch đập tới, toát ra một chữ. Một chữ đạo. Này nắm cự kiếm, phảng phất liền là thuần túy đại đạo quy luật rèn đúc mà thành, vĩ đại hùng vĩ, cuồn cuộn thần thánh, rộng rãi vô địch,
lộ ra chí cao đại trật tự, lớn thiên uy, đại khí thế, thôn tính sơn hà, thống ngự muôn vẻ, che đậy chư thiên, là chư thiên hết thảy pháp tắc đầu nguồn, hết thảy quy luật chân lý khởi nguyên. Diệp Thần thân thể liền trôi nổi tại cái kia cự kiếm trước đó, khí tức của hắn đã hết sức suy yếu, gương mặt tái nhợt, nhưng trên người hắn lại một cỗ đại đạo khí thế, phảng phất hắn liền là đến cao đại đạo cầm kiếm người, chấp trường hết thảy chân lý pháp tắc, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, nhất cử nhất động của hắn đều là thiên lý vương pháp. Ma Phi Thiên choáng váng, hắn chính trực mặt lấy Diệp Thần, so bất luận cái gì người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần trên người khủng bố uy áp, tựa như là nguồn gốc từ thiên đạo bản thân uy áp. Ngươi, đây là ngươi đạo thiên kiếm, sự vĩ đại của ngươi kỳ quan. Ma Phi Thiên kinh dị đến hồn phi phách tán, toàn thân dùng mình, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần cự kiếm sau người. Cái kia cự kiếm chẳng qua là một đạo pháp tướng ảo ảnh, cũng không phải là thực chất, nhưng chỗ tản ra khí thế, thực sự quá rộng rãi bàng bạc, liền giống như thực chất, kiếm quang hạo đáng, làm người chấn động cả hồn phách, mỗi một bôi kiếm quang, đều ẩn chứa muôn vàn đại đạo lực lượng, phảng phất chỉ cần hào quang khuếch tán ra, là có thể xây dựng hỗn độn hắc ám, sáng lập từng cái phồn vinh thịnh vượng đại thế giới. Đúng vậy, hy vọng không có hù đến ngươi. Diệp Thần mỉm cười, tại gọi ra đạo thiên kiếm về sau, hắn phảng phất thật thành đại đạo hóa thân, thanh âm nói chuyện bằng phẳng, lộ ra một cỗ đại trật tự, biểu lộ ra ra lớn uy áp. Ông! Đạo thiên kiếm rung động, rộng rãi kiếm quang toát ra đi, chỉ nghe một hồi răng rắc tiếng vang, Ma Phi Thiên Thánh Ma Tinh Luân, trong nháy mắt, liền bị nghiền đập tan, hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Thần kỳ quan so sánh. Bởi vì, Diệp Thần cái này kỳ quan, này nắm đạo thiên kiếm, tại hắn tư tưởng bên trong, liền là một cái khác thiên đạo. Không có bất kỳ vật gì, có thể chống lại thiên đạo pháp tắc. Hiện nay chư thế chi thiên đạo, hết thảy quy luật đầu nguồn, là thiên đạo khối Rubik, giấu ở tinh không bỉ ngạn nhất khu vực trung tâm. Đã từng Diệp Thần coi là, thiên đạo là vô hình, sau này phát hiện nguyên lai thiên đạo hữu hình, liền là một cái khối Rubik bộ dáng, thế gian hết thảy quy luật, vạn thiên thế giới, đều là theo cái kia khối Rubik chi bên trong chảy xuôi mà ra. Ngôi sao nhỏ từng nói qua, cái kia khối Rubik có thể là nhân tạo, có một tôn không thể tưởng tượng nổi đại năng, chế tạo ra thiên đạo khối Rubik, sinh sôi ra chúng sinh thế giới. Đã như vậy, cái kia Diệp Thần cũng muốn tạo một cái thiên đạo, cũng là hữu hình, bất quá không phải khối Rubik, hắn muốn khác lập thiên đạo. Hắn chế tạo thiên đạo, vẻ ngoài là một thanh kiếm, liền gọi đạo thiên kiếm, hội tụ hết thảy đại đạo quy luật pháp tắc lực lượng. Đây chính là hắn chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, đạo thiên kiếm, là một cái khác thiên đạo, hắn liền là thiên đạo cầm kiếm người. Cái này tư tưởng, rõ ràng dễ thấy không hợp thói thường, thiên mã hành không, không chỉ là nghịch thiên đơn giản như vậy, Diệp Thần là muốn khác lập thiên đạo, sáng tạo ra một cái thuộc về mình thiên đạo vạn giới. Đây cũng là trước đó, hắn xem thấy Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, bị kích thích, nghĩ thầm nếu là huyễn tưởng, nếu là vĩ đại kỳ quan. Vậy liền tư tưởng không hợp thói thường một điểm đi, ngược lại hắn cũng không hy vọng xa vời có thể thực hiện. Cho nên, tại đạo thiên kiếm phía trên, rất nhiều quy luật phù văn, pháp tắc hoa văn, đều là phi thường mơ hồ, bởi vì liền Diệp Thần chính mình, cũng còn không có tư tưởng ra chân chính không giống bình thường thiên đạo pháp tắc. Bất quá lòng dạ của hắn, tín niệm của hắn, ý chí của hắn, hắn mong muốn khác lập thiên đạo, chính mình làm cầm kiếm người hùng hùng tráng trí. Một khi hiển hóa ra ngoài, uy thế cũng là tương đương kinh người. Lúc này đạo thiên kiếm khái niệm pháp tướng, vừa hàng lâm ra tới, lập tức liền rung động toàn trường, mạnh mẽ pháp tắc kiếm khí, chẳng qua là lập tức, liền đem Ma Phi Thiên Thánh Ma Tinh Luân ép bể nát. Phốc phốc, Ma Phi Thiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ, cả người trực tiếp nuôi đốn ngã xuống đất, hắn đã bối rối, gian nan ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Ngươi dám khác lập thiên đạo, liền không sợ thiên đạo hàng phạt sao? Cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời, Diệp Thần dám khác lập thiên đạo, liền cùng một cái nhất ti tiện tên ăn mày, muốn tạo phản làm hoàng đế một dạng, là si tâm vọng tưởng cử chỉ, là không thể tưởng tượng tà đạo cuồng vọng, liền liên Ma Phi Thiên, đều không dám có cuồng vọng như vậy, đối chí cao thiên đạo, thủy chung là mang theo điểm kính sợ, biết thiên không thể nghịch, ai dám nghịch thiên người đó là chết. Diệp Thần nhún vai, nói ta chỉ là ảo tưởng, chẳng lẽ nghĩ nghĩ cũng không được sao? Ta lại không có chân chính nghịch thiên tạo phản. Diệp Thần biết khác lập thiên đạo là không thể nào thực hiện,
hắn cũng chẳng qua là huyễn tưởng thôi. Vì để cho đạo thiên kiếm có thể hiển hóa ra kiếm đạo pháp tướng, Diệp Thần đem luân hồi thiên kiếm, hoài thương kiếm, viêm hoàng đế ấn, toàn bộ hiến tế đi, lấy ra làm bổ sung kỳ quan khái niệm tài liệu. Luân hồi thiên kiếm, đi theo Diệp Thần không biết bao lâu, có thể nói là hắn bản mệnh binh khí. Còn có hoài thương kiếm, là trong huyễn tưởng tối vì binh khí sắc bén, cùng thôn vũ đao sánh vai cùng, cũng là trong truyền thuyết lớn Chu gia tộc lão tổ Chu Mục thần tâm ma chi kiếm. Còn có viêm hoàng đế ấn, là bốn đại chí cao thần khí một trong, Diệp Thần thật vất vả đánh giết đệ nhị thiên nhai chiếm lấy tới tay, hiện tại cũng cầm lấy đi hiến tế. Tam đại bí bảo hiến tế, Diệp Thần bỏ ra vô cùng giá cả to lớn, may mắn kết quả tốt cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Hắn chỗ tư tưởng đạo thiên kiếm, cuối cùng tại chủ thế giới hiện ra một vệt pháp tướng kiếm ảnh. Chẳng qua là một đạo pháp tướng thôi, vẻ ngoài lại là kinh người, đỉnh thiên lập địa cự kiếm, có mấy vạn trượng cao, kiếm quang sáng chói lấp lánh, rực rỡ tới cực điểm, đại đạo khí thế lưu chuyển, tựa như có thể trấn áp hết thảy địch, vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt đánh tan ma phi thiên. Đến mức ma phi thiên nói hiện tới, khác lập thiên đạo, khả năng bị thiên khiển, bị thiên đạo hàng phạt, Diệp Thần cũng lo lắng qua, nhưng hắn nghĩ đến chính mình chấp trưởng tinh không đạo thư, sớm đã được đến thiên đạo khối Rubik tán thành, có thể hiển hóa thiên đạo đại tinh không, thiên đạo hẳn là sẽ không trừng phạt hắn. Dù sao, Diệp Thần cũng biết, khác lập thiên đạo không thực tế, hắn cũng không phải thật muốn tạo phản, liền là ngẫm lại mà thôi, nếu là nghĩ viển vông, cái kia không ngại lớn mật một điểm. Toàn trường người nhìn xem cái kia kinh thiên cự kiếm, đều triệt để rung động, cái này là Diệp Thần tư tưởng vĩ đại kỳ quan, đạo thiên kiếm, thực sự quá lay động nhân tâm. Nhậm Phi Phàm khóe miệng giật một cái, nói tiểu tử này, thế mà tư tưởng ra như thế không hợp thói thường kỳ quan, so ta còn không hợp thói thường. Hắn sát sinh kiếm trận cầu, tỉ tỉ triệu triệu tầng không gian kết cấu vĩ độ xếp, đã coi như là vô cùng không hợp thói thường, không nghĩ tới Diệp Thần tư tưởng. So với hắn còn không hợp thói thường, lại muốn khác lập thiên đạo, sáng tạo đạo thiên kiếm, chính mình làm cầm kiếm người. Phật tổ sợ hãi than nói, luân hồi chi chủ quả nhiên là thần uy vô địch, lại có như thế đại hoành nguyện, đại quyết đoán, lại muốn khác lập thiên đạo, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Già Ly sư quá trầm giọng nói, viễn cổ thời điểm có nghịch thiên giả, chính là hùng bá gia tộc tổ tiên đấu chiến thần, hắn bị chết hết sức thảm, nghịch thiên đã không có kết quả tốt. Khác lập thiên đạo, cái kia càng là cuồng vọng hung bạo, không biết trời cao đất rộng. Nàng coi như tôn sùng tán thưởng Diệp Thần, cũng không cho rằng Diệp Thần có khác lập thiên đạo năng lực, làm đã từng tay sắn họa trời đỉnh cấp thiên đế, Già Ly sư quá so bất luận cái gì người đều rõ ràng, thiên đạo chân chính nội tình, đáng sợ đến cỡ nào. Năm đó nguyên thiên đế dung chuyển, chẳng qua là thiên đạo khối Rubik vỏ ngoài, cái kia vỏ ngoài ban đầu cũng nhanh chóc ra, nhận hắn va chạm sớm rơi xuống thôi. Mà là chẳng qua là chóc ra mấy mảnh vụn, liền làm cho cả không không lúc nào không lâm vào tận thế. Chẳng qua là vỏ ngoài, uy năng liền đáng sợ như thế, chân chính thiên đạo hạch tâm, cái kia năng lượng càng là không thể tưởng tượng nổi. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, Diệp Thần cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tư tưởng là vô tội. Phật tổ chỉ đạo thiên kiếm, bỗng nhiên nói, Nhậm huynh ngươi xem, luân hồi chi chủ tư tưởng pháp tắc, tựa hồ có một đầu định nghĩa. Hắn lại muốn định nghĩa không thể nói chi cảnh. Tại đạo thiên kiếm phía trên, có ngàn ngàn vạn vạn đạo pháp tắc phù văn, những phù văn này phần lớn là mơ hồ, cũng không có cụ thể khái niệm, bởi vì liền Diệp Thần chính mình, cũng còn không nghĩ tới cùng đời này khác biệt thiên đạo pháp tắc, đến cùng là dạng gì. Nhưng, có một đạo pháp tắc phù văn, lại là rõ ràng, liên quan tới không thể nói chi cảnh. Không thể nói chi cảnh, là siêu phẩm thiên đế phía trên cảnh giới này. Thập phần cường đại, vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả, tại thời đại viễn cổ, thật nhiều không thể nói cường giả. Những cường giả này, lại có mạnh yếu khác nhau, tỉ như nguyên thiên đế, hồn thiên đế, đấu chiến thần, thiên đấu sát thần các loại, là cấp cao nhất cường giả, còn có một số tương đương nhỏ yếu, nhưng đối bình thường cổ thần tới nói, cũng là không thể nói, không thể tưởng tượng cường đại tồn tại. Cái này không thể nói chi cảnh, hiện nên tại Diệp Thần thế mà định nghĩa, liền gọi đạo quân cảnh. Diệp Thần vì cái này không thể nói cảnh giới, định nghĩa một cái tên, liền gọi đạo quân cảnh, phân chia ba cái cấp độ, tiểu đạo quân, đại đạo quân, vô thượng đạo quân. Cái này định nghĩa, càng ngày càng nhiều người thấy được, rất nhanh toàn trường tất cả mọi người tầm mắt, đều tập trung tại đạo thiên kiếm phía trên,
duy nhất rõ ràng pháp tắc phù văn phía trên. Đó là liên quan tới không thể nói chi cảnh định nghĩa phù văn, Diệp Thần vì không thể nói cảnh giới, tự lập định nghĩa, gọi là đạo quân. Luân hồi chi chủ thật muốn khác lập thiên đạo, hắn thậm chí định nghĩa không thể nói chi cảnh. Đạo quân cảnh, đạo quân cảnh, thật sự là quá cuồng vọng, ngàn tỷ thế đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vì không thể nói cường giả định nghĩa, luân hồi chi chủ lại dám, hắn tu vi gì. Vừa bước vào thiên nguyên cảnh sâu kiến, lại dám định nghĩa không thể nói chi cảnh. Thế gian này, tại sao có thể có cuồng vọng như vậy người? Hắn không thể bị thiên khiển sao? Rất nhiều rung động thanh âm vang lên, vạn cổ đến nay, còn là lần đầu tiên có người làm không thể nói chi cảnh định nghĩa. Đạo thiên kiếm kiếm quang nở rộ, kiếm ngân vang vù vù, đạo quân cảnh định nghĩa, thật sâu truyền đến mỗi người trong đầu, không ít người thần tâm hốt hoảng, phảng phất coi là không thể nói chi cảnh tên, vốn chính là kêu lên quân cảnh, tự nhiên mà thành. Diệp Thần định nghĩa, đã giữa bất chi bất giác, lạc ấn vào rất nhiều người trong óc. Đạo tông trận doanh bên này, Bá Đao Thương Lôi cười ha ha, nói, đại chủ tể, xem ra ngươi là vô thượng đạo quân. Hoa Tổ nói, đại chủ tể cảnh giới, vĩ đại vô thượng, làm sao có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Luân hồi chi chủ định nghĩa, cách cục nhỏ. Trên thực tế, đại chủ tể cảnh giới thực lực, một mực là một điều bí ẩn, hắn thậm chí liền siêu phẩm thiên đế khí tượng đều không có, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới lực chiến đấu của hắn, dù sao hắn tới từ tinh không bỉ ngạn, nắm giữ lấy rất nhiều người không thể nào hiểu được pháp tắc. Hoa Tổ lúc này cực lực khen tặng. Là bởi vì nội tâm của hắn đang e sợ, Diệp Thần lại đã sáng tạo ra đạo thiên kiếm khái niệm, thậm chí hiển hóa ra kiếm đạo pháp tướng, thắng bại đã rốt cuộc, mà phi thiên chán nản lạc bại. Nói cách khác, Hoa Tổ cùng Tôn Di đánh cược, hắn thua rối tinh rối mù. Hắn toàn bộ tài sản, đều muốn bại bởi Tôn Di. Đây đối với Hoa Tổ tới nói, là quả quyết không có thể tiếp nhận, cho nên hắn hiện đang cực lực khen tặng đại chủ tể, muốn có được điểm bảo hộ, bằng không. Hắn liền xong rồi, triệt để xong, toàn bộ tài sản đều bại bởi Tôn Di, hắn cái này Hoa Tổ quyền hành vị trí, là tuyệt đối không có khả năng duy trì. Đạo Tông Bát Tổ bảo tọa, không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng. Đại chủ tể lại không thể phủ nhận, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, cùng Hoang Lão yên lặng trao đổi lấy ánh mắt, hai người tựa hồ có cái gì không muốn người biết mịt mờ, trong ánh mắt đều là tràn đầy lo lắng. Chân lý sẽ trận doanh bên này. Sơn Thần là triệt để bối rối, gương mặt trắng xám, làm thấy đạo thiên kiếm xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền biết Diệp Thần đã thắng. Đạo thiên kiếm hào quang, quá mức cuồn cuộn rộng rãi, quá mức đáng sợ, nếu quả như thật tạo ra lời, uy thế muốn siêu việt thiên tội cổ kiếm ngàn tỷ lần, không thể dùng lời nói đi hình dung, liền là một cái khác thiên đạo, cùng bây giờ thiên đạo khối Rubik tương đương. Đương nhiên, loại cấp bậc này kỳ quan, không có khả năng thực hiện. Nhưng bây giờ Diệp Thần có thể hiển hóa ra kiếm đạo pháp tướng, chỉ là cái này kiếm đạo pháp tướng, uy thế đã siêu việt thiên tội cổ kiếm, mà phi thiên không thể có thể đỡ nổi, đã thất bại thảm hại. Mà phi thiên bại, Diệp Thần đoạt giải quán quân, thành tinh không tranh bá thi đấu quán quân, cái kia thê tử của hắn Hải Nguyệt thần nữ, muốn làm sao? Tinh không thần Sơn, muốn làm sao? Sơn thần giới, muốn làm sao? Toàn bộ đều muốn tặng cho Diệp Thần sao? Sơn Thần không thể nào tiếp thu được, không cách nào tưởng tượng, hắn suy nghĩ đã là một mảnh hỗn loạn. Nguyên Thiên Đế híp mắt mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tán thưởng dò xét này đạo thiên kiếm, cười nói, nghĩ không ra Diệp Thần tiểu tử này, thế mà lớn gan như vậy bao thiên, nghĩ khác lập thiên đạo, ha ha, có đảm lược, có quyết đoán. Hắn đạo thiên kiếm, định nghĩa không thể nói chi cảnh, kêu lên quân cảnh, danh tự có thể rất tốt, ha ha, ta Hòa Hồn Thiên Đế, đỉnh phong thời điểm. Cái kia đều xem như vô thượng đạo quân. Đối Diệp Thần định nghĩa cảnh giới tên, Nguyên Thiên Đế hiển nhiên là vô cùng tán thành. Đạo quân cảnh, điểm tiểu đạo quân, đại đạo quân, vô thượng đạo quân, dùng Nguyên Thiên Đế thực lực, hắn đỉnh phong thời điểm, không thể nghi ngờ là cái vô thượng đạo quân. Đại trưởng lão Thiên Ung Hoàng nói, Nguyên Thiên Đế đại nhân, luân hồi chi chủ đoạt giải quán quân, cái kia tinh không thần Sơn thật muốn chắp tay nhường cho hắn sao? Nguyên Thiên Đế cười nói, đó là tự nhiên, đây là trước khi bắt đầu tranh tài liền định tốt quy củ, chúng ta không thể lật lọng, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta chân lý sẽ, dọn đi Mỹ Thần Thánh Giáo lãnh địa là được. Dừng một chút, Nguyên Thiên Đế gương mặt lại trở nên nghiêm nghị, nói, Hồn Thiên Đế nhanh sống lại,
chúng ta sơn thần giới một ngọn cây cọng cỏ, qua nhiều năm như vậy, hắc ám hồn tộc đều thăm dò đến rõ ràng, nơi này không thể đợi tiếp nữa, bằng không đợi hồn thiên đế phục sinh, xuất lĩnh hắc ám hồn tộc nâng chúng xâm phạm, chúng ta lại như thế nào ngăn cản được. Chỉ cần dọn đi nữ nhi của ta Mỹ thần lãnh địa, mới có đối kháng hồn thiên đế khả năng. Nguyên thiên đế mong muốn di chuyển, chính là vì chủ hoạch đối kháng hồn thiên đế. Hồn thiên đế sắp phục sinh, đơn thuần dựa vào sơn thần giới, hắn không có nắm bắt đối kháng, dù sao sơn thần giới sơn hà cỏ cây, nơi nào có cấm chế phân bố, ở đâu là chứa đựng có thiên tài địa bảo, hắc ám hồn tộc đã sớm điều tra rõ ràng, một khi khai chiến, hắn vô cùng bất lợi. Chỉ có đi tới hắn nữ nhi Mỹ thần lãnh địa, cùng Mỹ thần hợp lại, mới có cơ hội đối kháng hồn thiên đế. Đại trưởng lão Thiên Ung Hoàng lo lắng nói, sơn môn di chuyển, không phải chuyện dễ, mong rằng nguyên thiên đế đại nhân thận trọng cân nhắc. Nhị trưởng lão địa phủ Tà Quân nói, ta xem cũng không cần suy tính, trực tiếp dọn đi chính là, ha ha, chúng ta chân lý trong hội bộ, không biết bị hắc ám hồn tộc chôn nhiều ít cọc ngầm, một khi khai chiến, sao có thể thắng. Chỉ có dọn đi Mỹ thần đại nhân địa bàn, từ trên xuống dưới thanh tẩy tịnh hóa một lần, mới có thủ thắng cơ hội. Tam trưởng lão vô trụ tôn giả, tứ trưởng lão cực vũ đại đế, thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng âm trầm, bọn hắn quả quyết không muốn đem sơn thần giới chắp tay đưa cho Diệp Thần, đây chính là bọn hắn cày cấy vô số tuế nguyệt quê hương, sự giao thiệp của bọn hắn quyền thế cũng toàn bộ chú đóng ở này, nếu là dọn đi rồi, chỉ sợ muốn thất thế. Mà sơn thần biểu lộ, thì so bất luận cái gì người đều khó coi hơn, mặt mũi tràn đầy che lấp, nói, nguyên thiên đế đại nhân. Nguyên thiên đế khoát tay một cái nói, không cần nói, ta tự có chừng mực, hướng thiên tôn giả, sơn thần giới năm đó chẳng qua là một cái thâm sơn cùng gốc, là ta kinh doanh đến hôm nay phồn vinh, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Câu nói này, phân lượng liền rất nặng. Sơn thần giới đích thật là sơn thần sáng tạo, thậm chí liền tinh không thần sơn, ban đầu đều là hắn thân thể biến thành, nhưng sơn thần giới có thể có hôm nay phồn vinh, tinh không thần sơn có thể lớn mạnh đến tình trạng như thế. Chủ yếu vẫn là nguyên thiên đế kinh doanh, hắn mới là trên thực tế kẻ thống trị. Sơn thần vì chân lý xảy ra qua lực lượng lớn nhất, nhưng ở hắn ngã xuống về sau, nguyên thiên đế cũng cực lực cung phụng hương hỏa, đem chính mình hương hỏa phân cho hắn, đưa hắn phục sinh, cũng không tính bạc đãi hắn. Huống chi hồn thiên đế phục sinh sắp đến, nguyên thiên đế cũng nhất định phải dọn đi rồi, bằng không lưu tại sơn thần giới, hắn không có nắm bắt cùng hồn thiên đế đối kháng. Đem nơi này giao cho luân hồi trận doanh trông coi, là lựa chọn tốt nhất, mà lại hắn cũng muốn nhường Diệp Thần trưởng thành, dẫn đầu chân lý sẽ cùng nhau phi thăng tinh không bỉ ngạn. Sơn thần vẻ mặt âm trầm xuống, không nói gì thêm. Hắn tâm đã chết. Trên lôi đài, chiến đấu đã kết thúc. Ma phi thiên nguy đốn trên mặt đất, một mặt uể oải. Diệp Thần cũng không có thừa thắng xông lên, giết hắn cái gì, bởi vì hắn biết, ma phi thiên nếu như liều lĩnh đại giới. Đánh vỡ thiên đạo quy tắc hạn chế lời, cái kia chỉ có ngọc đá cùng vỡ xuống tràng. Chỉ cần có thể hạ gục ma phi thiên, Diệp Thần liền thỏa mãn, đến mức giết chết, hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Ma phi thiên, người thua. Diệp Thần thản nhiên nói. Ma phi thiên đôi mắt một mảnh cho tàn, hắn hiện tại tự nhiên là có liều mạng năng lực, nhưng không cần thiết, dù sao giá quá lớn. Mà lại, Diệp Thần đạo thiên kiếm, uy thế quá kinh khủng. Đại đạo uy áp ép dưới, hắn đạo tâm nhận cực lớn chấn động, hết thảy đấu trí cùng nhuệ khí, phảng phất đều bị nghiền nát. Hiện tại hắn chỉ muốn nằm, không muốn lại tranh đấu cái gì. Ha ha ha, là, luân hồi chi chủ, người thắng, người thắng. Ta nhận thua, ta nhận thua. Ma phi thiên phát ra phong ma tiếng cười, trong thanh âm tràn ngập thê lương đau khổ chi ý, hắn chung quy là thua ở Diệp Thần thủ hạ, mặc dù vận dụng tinh không thần tộc tư thái. Lại điều vang chín tầng trời đổ long đao, đổ xuống thiên ma tinh hải, cuối cùng lại điều động ngạc tuyển chi thủy, triệu hồi ra vĩ đại kỳ quan thánh ma tinh luân, hắn vẫn là đánh không lại Diệp Thần. Trừ phi, hắn không để ý đại giới, đánh vỡ thiên đạo hạn chế, triệt để bộc phát ra chính mình đỉnh phong thực lực, dạng này có khả năng giết ngược lại Diệp Thần, nhưng đại giới thực sự quá lớn, Diệp Thần hiện tại cũng không có ý tứ giết hắn, hắn tự nhiên không cần thiết liều mạng. Một trận tinh không tranh bá thi đấu, thua thì thua, về sau hắn còn có cơ hội thắng trở về, bây giờ còn chưa đến liều mạng thời điểm. Chẳng qua là ma phi thiên không nghĩ tới, chính mình thật sẽ thua bởi Diệp Thần. Diệp Thần đạo thiên kiếm, thực sự quá lợi hại,
thậm chí muốn đi định nghĩa không thể nói chi cảnh, hắn đã hoàn toàn phục thua, này một trận chiến đích thật là hắn bại. Diệp Thần yên lặng nhìn xem Ma Phi Thiên, lúc này Ma Phi Thiên tư thái tương đương điên cuồng, lại là tuyệt vọng lại là uể oải, cười ha ha lấy, tiếng cười như khóc thét, bất quá hắn cũng là cái nhân vật, không có dây dưa dài dòng, thua liền là thua, mặc dù hết sức tuyệt vọng, nhưng vẫn là rất thẳng thắn nhận thua. Nhìn thấy Ma Phi Thiên chính miệng nhận thua, Thiên Pháp Lộ Nguyệt lập tức tuyên bố nói. Tranh tài kết thúc, cuối cùng người thắng là Luân Hồi Chi Chủ, Diệp Thần. Kết quả sau cùng tuyên bố, ở đây người xem cũng không có bao nhiêu tiếng vỗ tay cùng gieo hò phát ra, bởi vì Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên nhất chiến, mang cho bọn hắn rung động, thực sự quá lớn, tất cả mọi người hiện tại cũng có chút tinh thần hốt hoảng, chưa tỉnh hồn lại, nhìn xem cái kia đỉnh thiên lập địa to lớn đạo thiên kiếm, tất cả mọi người đều có một cỗ không chân thực mộng ảo cảm giác. Diệp Thần thu hồi đạo thiên kiếm, tập tĩnh đi xuống lôi đài, gọi ra này vĩ đại kỳ quan. Hắn đã ép khô đi thân thể của mình tất cả khí lực, vừa đi xuống lôi đài liền té ngã trên đất. Luân hồi trận doanh bên trong, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Già Ly Sư Quá, Tôn Di đám người, hoảng bước lên phía trước nghênh đón, đem Diệp Thần đỡ dậy. Diệp Thần, không có sao chứ? Tôn Di chặt chẽ đỡ lấy Diệp Thần, nhìn xem Diệp Thần hư nhược bộ dáng, nàng nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Diệp Thần cười sờ lên đầu của nàng. Nói, không có việc gì, ta thắng. Tôn Di xúc động gật đầu nói, chúng ta thắng. Chỉ nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói ra, chư vị bằng hữu, đêm nay Giờ Tuất đem cử hành trao giải nghi thức, còn mời chư vị cùng nhau chứng kiến. Ở đây khán giả, lấy lại tinh thần, vang lên rối loạn tưng bừng âm thanh, sau đó cuối cùng nhớ kỹ vì Diệp Thần vỗ tay, giữa sân rất nhanh bộc phát ra một hồi nhiệt liệt lớn tiếng khen hay cùng gieo hò. Diệp Thần biểu hiện, quá lóa mắt. Quá rực rỡ. Mọi người còn tưởng rằng, Diệp Thần đằng trước đánh đệ nhị thiên nhai, vạn hoa đồng huyết nhãn cùng quyết tử ma nhãn đã là đỉnh phong, không nghĩ tới hắn đối chiến Chu Võ Hoàng thời điểm, có thể bùng nổ đao kiếm thần quyết, đem Chu Võ Hoàng tháo thành tám khối. Càng không có nghĩ tới, hắn cùng Chu Võ Hoàng quyết chiến qua đi, tái chiến Ma Phi Thiên, còn có thể lập địa thành Phật, lại hiển hóa ra đạo thiên kiếm kỳ quan pháp tướng, triệt để rung động tất cả mọi người. Trận này tinh không tranh bá đấu qua về sau, Diệp Thần không hề nghi ngờ, đã thành không không thời không đệ nhất thiên tài, hoàn toàn xứng đáng. Không quan trọng thiên nguyên cảnh tầng 2 chi thân, lại dám có khác lập thiên đạo ý nghĩ, sáng tạo đạo thiên kiếm, thậm chí định nghĩa không thể nói chi cảnh. Từ nay về sau, không thể nói chi cảnh, cảnh giới này, liền có tên, kêu lên quân cảnh, là Diệp Thần định nghĩa. Luân hồi mộ địa bên trong. Tinh đạo long nữ vô cùng hưng phấn nói, tiểu gia hỏa, người thật đúng là lợi hại a, lại muốn khác lập thiên đạo. Ta trước đó còn nói, người không có sự vĩ đại của mình kỳ quan, không nghĩ tới người chỉ chớp mắt, liền đánh cho ta tạo ra được đạo thiên kiếm. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, không có đánh tạo, chẳng qua là khái niệm huyễn tưởng. Tinh đạo long nữ nói, có thể nghĩ ra lợi hại như vậy kỳ quan, người đã rất đáng gờm á. Ngô, ta nghĩ. Nếu như đạo thiên đế thức tỉnh lời, hắn thấy người đạo thiên kiếm, nhất định sẽ hết sức hưng phấn. Diệp Thần Kỳ nói, cái gì đạo thiên đế? Tinh đạo long nữ chỉ một khối trống không mộ bia, nói, đạo thiên đế cũng tại đây luân hồi mộ địa bên trong, năm đó ta cùng đúc tinh long thần tranh thiên mệnh, hắn liền là trọng tài. Đạo thiên đế thực lực có thể là rất cường hãn, chính là không thể nói cường giả, dĩ nhiên không có cách nào cùng thiên đấu sát thần so sánh, Ngô. Dựa theo người định nghĩa, hắn hẳn là một cái tiểu đạo quân. Diệp Thần sẽ không thể nói chi cảnh, định nghĩa thành đạo quân cảnh, tinh đạo long nữ đoán chừng đạo thiên đế thực lực, liền là tiểu đạo quân, đấu với trời sát thần này loại đỉnh cấp vô thượng đạo quân, là hoàn toàn không có biện pháp tương so, dĩ nhiên so với nàng lợi hại chính là. Diệp Thần nói, nguyên lai là trọng tài a. Tinh đạo long nữ gật đầu nói, đạo thiên đế truy cầu chân lý đại đạo. Trên đó hạn cùng thiên phú cực cao, ta không nghĩ tới hắn lại ở này tòa trong mộ địa, đoán chừng tại ta ngã xuống về sau, hắn cũng bởi vì một ít nguyên nhân vẫn lạc, nếu là hắn tô tỉnh, đối ngươi đạo thiên kiếm, khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thần đạo thiên kiếm, có đại đạo pháp tắc hiển hóa, tinh đạo long nữ suy nghĩ nói thiên đế truy cầu đại đạo, chắc chắn đối đạo thiên kiếm hứng thú nồng đậm. Giữa hai bên, liền tên đều tương tự, dùng đạo vì danh, cũng tính trong cõi u minh duyên phận. Tinh đạo long nữ lại nói, chờ đạo thiên đế sau khi tỉnh dậy,
ngươi có khả năng hướng hắn thỉnh giáo, hắn nhược khẳng chỉ bảo ngươi từng cái, ngươi là có thể tiến một bước cường hóa đạo thiên kiếm. Đạo thiên kiếm, khác lập thiên đạo, trước mắt xem ra là không có cái gì rèn đúc thành công khả năng, nhưng Diệp Thần đã có khả năng hiển hóa kiếm đạo pháp tướng, cái này kiếm đạo pháp tướng, đã so không không lúc nào không từ trước tới nay binh khí mạnh nhất, thiên tội cổ kiếm lợi hại hơn. Chỉ cần Diệp Thần tiếp tục cường hóa xuống, đạo thiên kiếm liền có thể phát huy ra càng thêm hung mãnh uy lực. Tinh đạo long nữ suy nghĩ nói thiên đế truy cầu đại đạo, đối thiên đạo chân lý có độc môn lĩnh ngộ, nếu là chỉ bảo Diệp Thần, Tha Sơn chi thạch có khả năng công ngọc, có lẽ khả năng giúp đỡ Diệp Thần cường hóa đạo thiên kiếm. Diệp Thần gật đầu nói, cái kia rất tốt, liền là không biết muốn thế nào thức tỉnh vị này đạo thiên đế tiền bối. Nếu như có thể thức tỉnh đạo thiên đế, hắn đạo thiên kiếm, liền có cường hóa cơ hội, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Trước mắt đến xem, đạo thiên kiếm trên lý luận uy lực, hoàn toàn chính xác so thiên tội cổ kiếm lợi hại hơn, nhưng trên thực tế, Diệp Thần mong muốn phát huy, vẫn là vô cùng chật vật, mà lại đạo thiên kiếm là vĩ đại kỳ quan, triệu hoán đi ra đủ để trong nháy mắt rút sạch Diệp Thần linh khí, chỉ coi dùng để làm là cuối cùng át chủ bài, kiếm đạo pháp tắc có thật nhiều không hoàn thiện chỗ. Nếu như có thể tỉ mỉ mài rũa một chút, cường hóa, nhưng đạo thiên kiếm pháp tắc càng hoàn thiện một chút, đối Diệp Thần tới nói, liền là thiên đại hảo sự. Tinh đạo long nữ nói, Ngô, ta mơ hồ suy tính đến, đạo thiên đế năm đó ngã xuống, có thể là làm một chút chuyện nghịch thiên, hắn chìm ngủ ở nơi này, mong muốn thức tỉnh hắn cực kỳ gian nan, ngươi vừa mới đạo thiên kiếm xuất thế, hắn đều không có bị kinh động, ngủ say đến cũng quá sâu, đoán chừng là năm đó bị thương quá mức nghiêm trọng, mà lại chắc chắn lây dính kinh thiên tội nghiệt. May mắn, người đã bắt lại tinh không tranh bá thi đấu quán quân, chỉ cần có thể chiếm cứ tinh không thần sơn, đi tinh không thần trong ao ngâm ngâm, mượn nhờ tinh không thần nước tẩm bổ, đạo thiên đế liền có khả năng tô tỉnh á. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói, vậy rất tốt, thức tỉnh đạo thiên đế có hy vọng rồi. Tinh đạo long nữ nói, hừ hừ, liền sợ nguyên thiên đế đổi ý, không chịu đem tinh không thần sơn ban cho ngươi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, sẽ không. Tinh đạo long nữ nói, hắn sẽ không, nhưng dưới tay hắn người sẽ ngăn đón, đặc biệt là sơn thần, ta nhìn ngươi muốn cầm xuống tinh không thần sơn, cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nghĩ đến sơn thần, liền nghĩ đến hải nguyệt thần nữ Tiêu Mộng Ly, hắn hướng tinh đạo long nữ nói, tiền bối xin yên tâm, ta sẽ xử lý, ta đi ra ngoài trước. Hắn tinh thần bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa rút ra tới, phóng nhãn tinh không thần sơn quảng trường. Chỉ thấy toàn trường người xem đều đang vì mình gieo hò. Tử thần giáo đoàn bên này, thiên khải chí tôn thì là mang theo mấy cái trưởng lão, đầy bụi đất đem ma phi thiên nhấc xuống dưới. Trường tranh đấu này, bọn hắn cũng không nghĩ tới, ma phi thiên sẽ bị thua. Diệp Thần thế mà có thể sáng tạo ra đạo thiên kiếm, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nếu như không có đạo thiên kiếm, Diệp Thần tuyệt đối phải bị ma phi thiên thánh ma tinh luân thôn vệ hết, cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Chỉ bất quá, Diệp Thần đạo thiên kiếm, lại là thay đổi sinh tử thắng bại. Mà ma phi thiên, thua ở đạo thiên kiếm phía dưới, cũng không tính oan, ít nhất xuống chẳng tốt hơn Chu Võ Hoàng nhiều, Chu Võ Hoàng có thể là bị tháo thành tám khối, linh hồn mặc dù vẫn còn, đoán chừng đã bị vĩnh cửu phong khốn tại thiên tội cổ bên trong kiếm, Vũ Hoàng cổ đế không có khả năng thả hắn ra. Diệp Thần nghe toàn trường người xem gieo hò, hơi có chút tâm dao động thần trì, trận này tinh không tranh bá thi đấu. Khó khăn chắc trở nhiều lắm, hắn cuối cùng là toại nguyện cầm tới quán quân. Nhưng, hắn biết, tại chưa bắt lại tinh không thần sơn trước đó, tranh tài liền còn không tính kết thúc. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần dáng chống đỡ lấy hư nhược thân thể, hướng về chân lý sẽ trận doanh hướng đi chắp tay, lớn tiếng kêu lên, nguyên thiên đế tiền bối. Thanh âm hắn hạ xuống, toàn trường người xem liền rất nhanh an tĩnh lại, trong khoảnh khắc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tầm mắt đều tập trú tại Diệp Thần cùng Nguyên Thiên Đế trên thân. Nguyên Thiên Đế biểu lộ nghiêm nghị, nói, mời nói. Diệp Thần nói, người nói tinh không tranh bá thi đấu người thắng sau cùng, có thể chiếm cứ tinh không thần sơn, không biết lời này còn tính hay không số. Nguyên Thiên Đế nói, tự nhiên chắc chắn, chờ đêm nay trao giải nghi thức, ta sẽ đem tinh không thần sơn quyền hành, còn có sơn thần giới quyền hành, chính thức trao tặng cho ngươi, ngươi lại giải sầu. Người bây giờ thân thể hết sức yếu ớt, đợi chút nữa trước đi với ta tinh không thần chỉ một chuyến, tẩm bổ tinh thần. Nói thanh âm đàm thoại 10 điểm ôn hòa khách khí.
Ở đây không biết có bao nhiêu người, hâm mộ sùng bái nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần tâm bên trong vui vẻ, nói cái kia liền đa tạ Nguyên Thiên Đế tiền bối. Dừng một chút, lại nói ta còn có một chuyện. Nguyên Thiên Đế nói, là Hải Nguyệt Thần Nữ a, ngươi yên tâm, chờ đêm nay trao giải nghi thức qua đi, ta sẽ ở trước mặt mọi người, cho ngươi một cái công chính. Diệp Thần nói tốt, đa tạ tiền bối. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn Sơn Thần, đã thấy Sơn Thần biểu lộ vô cùng âm trầm, trong ánh mắt lại tràn đầy oán độc chi ý. Xem Nguyên Thiên Đế bộ dáng, Hải Nguyệt Thần Nữ hơn phân nửa là sẽ phán cho Diệp Thần, không có khả năng lại tiễn về núi thần bên người. Chờ cứu ra Hải Nguyệt Thần Nữ Tiêu Mộng Ly, đưa nàng thu vào Luân Hồi Thiên Quốc, Diệp Thần cũng tính toán lại một cọc nhân quả. Hắn cùng Tiêu Mộng Ly có tiếp xúc da thịt, tự nhiên là không thể lại để cho Sơn Thần tổn thương nàng. Tôn Di lúc này cũng đứng dậy, hướng Đạo Tông trận doanh Hoa Tổ nói ra, uy, Mạc Uyên Mạn Đà, người thua cuộc, người Mạn Đà Sơn Trang bên trong toàn bộ bảo bối, muốn toàn bộ về ta rồi. Người cũng không cho phép đổi ý. Hoa Tổ đảm nhiệm Đạo Tông tôn tổ nhiều năm, vơ vét đến thiên tài địa bảo, kỳ chân dị bảo, nhất định là vô cùng phong phú, nếu có thể toàn bộ thu với tay cầm, vậy đối Tôn Di chế tạo rừng rậm sách, cùng Diệp Thần chế tạo luân hồi sách, đều có thiên đại trợ lực. Hoa Tổ nghe được Tôn Di lời này, chỉ dọa đến toàn thân lạnh cóng, không nói gì với nhau, hắn nào nghĩ tới Diệp Thần có thể thắng. Muốn hắn giao ra toàn bộ tài sản, đó là tuyệt đối không thể sự tình, cái kia cùng giết hắn không sai biệt lắm. Đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ nói, Mạc Uyên, có chơi có chịu, ngươi sau khi trở về, đem tài sản bảo vật giao cho ta, do ta chuyển giao cho Luân Hồi trận doanh. Hoa Tổ vẻ mặt đau khổ, muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn thấy đại chủ tể ánh mắt lạnh lẽo, lại cũng không dám trái lời, nói, đúng, đại chủ tể. Tôn Di vui vẻ nói, đại chủ tể, có người chủ trì công đạo, vậy liền không thể tốt hơn. Tranh tài kết thúc, trao giải nghi thức đem ở buổi tối cử hành, Diệp Thần thân thể hết sức yếu ớt, chỉ sợ suốt liên tục tịch trao giải nghi thức cũng không có thể, may mắn Nguyên Thiên Đế nói, có thể trước dẫn hắn đi tinh không thần trì. Diệp Thần liền đi theo Nguyên Thiên Đế. Đi tới tinh không thần trì, hắn thực sự quá hư nhược, liền bước đi đều đi không được, Nguyên Thiên Đế đằng vân giá vũ, chở Diệp Thần phi đến tinh không thần trì chỗ. Tinh không thần trì tại tinh không thần sơn giữa sườn núi, bởi vì tinh không thần sơn cực cao, cho nên tinh không thần trì vị trí, cách xa mặt đất cũng không biết có nhiều ít vạn trượng, vân thâm sương mù khóa, đã không nhìn thấy sơn môn quảng trường bên kia cảnh tượng. Nơi này không khí linh khí nguyên chất, 10 điểm nồng đậm. Diệp Thần hô hít một hơi, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong truyền thuyết tinh không thần trì, tọa lạc tại Diệp Thần trước mặt trong sơn cốc. Sơn cốc hoàn cảnh như thơ như họa, tràn đầy thần bí mà yên tĩnh không khí. Bốn phía cao ngất vách đá bao quanh sơn cốc, có mỏm núi mây mù lượn lờ, có thì đứng sừng sững như cương vị loan núi non trùng điệp. Bầu trời xanh thẳm như tẩy, rơi xuống sáng ngời ánh nắng, đem toàn bộ sơn cốc chiếu rọi đến như mộng như ảo. Tại sơn cốc trung tâm, một mảnh đầm nước như gương bình tĩnh trải trên mặt đất, đó chính là tinh không thần trì sóng biếc dập dờn, lập lòe thần mang, tựa như tinh thần lấp lánh, ao nước trong veo trong suốt, bốn phía hoa cỏ cây cối tùm, xen vào nhau tinh tế địa điểm xuyết, vì nơi này tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng mỹ lệ. Cái này là tinh không thần trì rồi hả? Cuối cùng gặp được. Diệp Thần nhìn chăm chú tinh không thần trì, chỉ thấy trong nước hồ có điểm điểm tinh quang lưu chuyển. Uyển như mộng huyễn, dư thừa sinh cơ cùng linh khí tản ra, thấm vào ruột gan. Nguyên Thiên Đế cười nói, này tinh không thần trì, nghe nói là Thiên Mẫu Nương Nương hạ xuống ân trạch, Thiên Mẫu Nương Nương là toàn bộ không không lúc nào không, ngàn tỷ thế đến nay duy nhất siêu thoát giả, nàng hạ xuống thần trì, linh khí 10 điểm nồng đậm, sinh mệnh lực liên miên vô tận, ngươi chỉ cần đem linh hồn ký thác vào này bên trong thần trì, chỉ cần ao nước không khô, ngươi sẽ không phải chết, có thể vô hạn phục sinh. Diệp Thần nghe nói như thế, lập tức trở nên kích động. Hắn mong muốn tinh không thần trì, đang là hướng về phía cái kia bất tử bất diệt, có thể không hạn phục sinh đặc tính. Tại không không lúc nào không bên trong, có nhiều chỗ có tinh không thần trì nhánh sông, hoặc là đổ xuống ra một điểm linh thủy, đều có đại thần uy biểu lộ ra. Tỷ như tại Sa Thành bên trong, liền có một cái phục sinh nước suối, có thể nhường Sa Thành bên trong người, vô hạn phục sinh. Cái kia nước suối chính là nguồn gốc từ tinh không thần trì. Hiện tại chính thức tinh không thần trì, tọa lạc tại Diệp Thần trước mắt,
linh khí sinh cơ muốn so ngoại giới đầy đủ vô số lần, chỉ cần đem linh hồn ký thác nhập thần trì, coi như Diệp Thần tại bên ngoài bị người nghiền xương thành tro, hắn đều có thể tại đây cái trong ao phục sinh. Này loại bất tử bất diệt, vô hạn phục sinh đặc tính, thực sự quá hấp dẫn người. Diệp Thần biết, này tinh không thần trì, trên thực tế cũng không phải đầu nguồn, chân chính đầu nguồn tại tinh không Bỉ Ngạn, tại Thiên Mẫu Nương Nương nơi đó. Đối Diệp Thần tới nói, tinh không thần trì ngoại trừ có khả năng ký thác linh hồn, nhưng hắn bất tử bất diệt, vô hạn phục sinh bên ngoài, còn có một cái cực kỳ trọng yếu tác dụng, cái kia chính là câu thông Thiên Mẫu Nương Nương. Chỉ cần cùng Thiên Mẫu Nương Nương lấy được câu thông, Diệp Thần về sau tu luyện, liền có Bỉ Ngạn đại năng chỉ bảo, không có gì bất lợi. Thiên Mẫu Nương Nương có thể là hắn sư mẫu, có thể tuyệt đối tín nhiệm. Nguyên Thiên Đế tiền bối, ta hiện tại là có thể đem linh hồn ký thác vào tinh không thần trì sao? Diệp Thần hỏi. Nguyên Thiên Đế nói, còn không được, tinh không thần trì chỉ có thể ký thác một bộ linh hồn, ta có một luồng linh hồn đang ký thác vào bên trong, mà lại ký thác cần đặc thù ký linh quyết, chờ đêm nay trao giải nghi thức lúc, ta sẽ trao tặng cho ngươi, không cần phải gấp, ta trước thu hồi linh hồn của ta. Bàn tay hắn hướng phía tinh không thần chỉ kéo một phát, chỉ thấy một luồng trắng xóa linh hồn sương mù bay ra, trở lại trong cơ thể hắn, chính là hắn chỗ ký thác bộ phận linh hồn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, Nguyên Thiên Đế tiền bối, nguyên lai ngươi cũng sợ chết sao. Lời nói này ra, lập tức thấy không ổn, ngô một tiếng, lại cũng không tiện đổi lời nói. Nguyên Thiên Đế cũng không ngại, cười ha ha, nói, là người đều sợ chết, nhưng trên thực tế, đối ta loại cấp bậc này người mà nói, tinh không thần chỉ phục sinh hiệu quả, đã không có tác dụng gì. Ta đem linh hồn ký thác vào bên trong, là muốn cùng Thiên Mẫu Nương Nương câu thông, nhưng bất đắc dĩ, hắn kêu gọi nàng nhiều lần, nàng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Thần tâm bên trong run lên, xem ra Nguyên Thiên Đế không hổ là đỉnh cấp cao thủ, thế mà biết tinh không thần chỉ có khác huyền bí, là một cái có khả năng cùng Thiên Mẫu Nương Nương câu thông môi giới. Chỉ bất quá, Thiên Mẫu Nương Nương không có trả lời hắn. Diệp Thần hỏi, tiền bối, ngươi tại sao phải cùng Thiên Mẫu Nương Nương câu thông? Nguyên Thiên Đế híp mắt cười một tiếng, nói, đương nhiên là tìm kiếm chúc phúc, ta lợi hại hơn nữa, coi như là vô thượng đạo quân, vậy cũng không thể cùng tinh không Bỉ Ngạn đỉnh cấp cường giả so sánh, ta đỉnh phong thời điểm tu vi, đặt vào Bỉ Ngạn thế giới, miễn cưỡng cũng có thể tính nhất lưu, nhưng khẳng định không tính đỉnh cấp, mà Thiên Mẫu Nương Nương là đỉnh cấp. Thanh Liên đạo tổ ở trên người nàng chút xuống quá nhiều tâm huyết, nàng vừa phi thăng liền thuế biến như Phượng Hoàng. Nếu như nàng chịu chúc phúc, cho ta một điểm trợ lực, ta có nắm bắt triệt để diệt sát Hồn Thiên Đế. Năm đó Nguyên Thiên Đế đánh với Hồn Thiên Đế một trận, mặc dù đánh giết Hồn Thiên Đế, nhưng không thể triệt để diệt sát, không phải không vì vậy. Thực không thể vậy, hiện tại Hồn Thiên Đế đã sắp phục sinh, đối Nguyên Thiên Đế tới nói, không thể nghi ngờ là cái vô cùng nhức đầu vấn đề. Hắn muốn có Thiên Mẫu Nương Nương trợ lực, dạng này diệt sát Hồn Thiên Đế, sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, có thiên đạo quy tắc hạn chế, chỉ sợ coi như Thiên Mẫu Nương Nương muốn giúp đỡ, cũng giúp không có bao nhiêu. Diệp Thần có thể là thấy tận mắt Thiên Mẫu Nương Nương, hắn biết rõ Thiên Mẫu Nương Nương cũng có đủ loại hạn chế, không có thể đột phá thiên đạo trói buộc, lung tung nhúng tay không không thời không nhân quả. Nguyên Thiên Đế cười nói, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm nha. Hiện tại Hồn Thiên Đế nhanh phục sinh, ta có thể đau đầu cực kỳ, chỉ có thể đi phiền toái nữ nhi của ta Mỹ Thần. Diệp Thần nói, tiền bối, các ngươi chân lý sẽ, thật muốn dọn đi Mỹ Thần bên kia sao? Ta chỉ cần tinh không thần sơn, kỳ thật sơn thần giới lớn như vậy, các ngươi có khả năng tiếp tục lưu lại. Thậm chí, chỉ cần cho Diệp Thần một cái tinh không thần trì, Diệp Thần liền hài lòng. Nguyên Thiên Đế lắc đầu cười nói, tinh không thần sơn là sơn thần giới hạch tâm. Cái này hạch tâm cho ngươi, nơi này ta chân lý sẽ liền không có cách nào ở lại. Mà lại ta muốn di chuyển, chủ nếu là bởi vì sơn thần giới cùng chân lý sẽ, bị hắc ám hồn tộc thẩm thấu quá sâu, chỉ có thể bắt đầu từ số 0, mới có thể đối kháng Hồn Thiên Đế. Diệp Thần gật gật đầu, đại khái hiểu, nói tốt, tiền bối, ta biết rồi, nếu là tương lai Hồn Thiên Đế phục sinh, ta luân hồi trận doanh, sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hợp lại đối kháng. Nguyên Thiên Đế mỉm cười nói, cái kia rất tốt, ngươi trước khôi phục tinh thần, đêm nay trao giải nghi thức, ta trao tặng ngươi sơn thần giới cùng tinh không thần sơn quyền hành, ngươi trạng thái như vậy, có thể không tiếp nổi. Diệp Thần yên lặng,
cười nói, tốt, ta đây liền trước khôi phục tinh thần lại nói. Nói xong, Diệp Thần hít sâu một hơi, bước ra kiên định một bước, bước vào tinh không thần trì. Lập tức, ao nước tán phát ra sóng yếu gợn sóng, đem cả người hắn bao bọc trong đó. Ấm áp lực yên lượng chậm rãi xâm nhập thân thể của hắn, khiến cho hắn thấy một loại trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cùng năng lượng. Tinh không thần trì bên trong, linh khí vô cùng nồng đậm, từng sợi mang theo tinh thần quang huy linh khí, không ngừng thẩm thấu vào Diệp Thần trong cơ thể, tựa như là tẩy lễ, làm cho Diệp Thần thân thể, cấp tốc khôi phục tinh lực, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Cảm giác như thế nào? Nguyên Thiên Đế hỏi. Diệp Thần vui vẻ nói, này tinh không thần trì, năng lượng quả nhiên là dồi dào, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn liên tục cùng Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên đại chiến, tiêu hao chi kịch liệt, thân thể tiêu hao sự nghiêm trọng, so dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều muốn to lớn, nhưng lúc này ngâm tại tinh không thần trong ao, có tinh không thần trì tẩm bổ, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tiêu hao hết nguyên khí đang nhanh chóng khôi phục, bị tiêu hao thân thể cũng đang nhanh chóng cấp tốc phục hồi như cũ. Này tinh không thần trì, quả thực là vĩ đại kỳ tích tồn tại, với thân thể người tẩm bổ hiệu quả, có thể xưng nhất tuyệt, khó trách có khả năng đem người vô hạn phục sinh, năng lượng thực sự quá hùng hồn, mà lại sau lưng lại có bỉ ngạn huyền diệu pháp tắc, ảo diệu vô tận, nhìn như không lớn một tòa ao nước, trên thực tế là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn bảo khố. Nguyên Thiên Đế nói, nếu như ngươi khôi phục tinh thần, liền đem Nhậm Thiên Nữ thả ra đi, nàng còn tại trên tay ngươi a. Ngô, kỳ thật, ta thu nàng làm đồ, nàng bái ta làm thầy, tâm tư đều không thuần túy, có lợi dụng lẫn nhau ý tứ. Nàng muốn lợi dụng ta tới tăng cao thực lực, ta muốn cầm nàng làm quân cờ, bồi dưỡng lớn mạnh nàng thần Chu Thiên Kiếm, tương lai diệt sát hắc ám hồn tộc, ai, nàng con cờ này, còn không có phát huy tác dụng, cũng không thể bị ngươi thu đi rồi. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Nguyên Thiên Đế ngay thẳng như vậy, trực tiếp nói thẳng là cầm thiên nữ làm quân cờ. Cũng khó trách trước đó lôi đài thi đấu, thiên nữ cùng Ma Phi Thiên giao thủ, đều sắp bị đánh chết, Nguyên Thiên Đế cũng không có ra tay cứu viện, cuối cùng vẫn là Diệp Thần xuất thủ cứu người, hiện tại thiên nữ còn tại Diệp Thần luân hồi thiên quốc bên trong. Tại Nguyên Thiên Đế trong lòng, thiên nữ đến cùng chẳng qua là một con cờ. Lúc này Diệp Thần trạng thái đã khôi phục chút, liền gọi ra luân hồi thiên quốc, đem thiên nữ phóng ra. Thiên nữ bị thương rất nặng, nguyên khí tiêu hao rất lớn. Lúc này vẫn là hôn mê trạng thái. Nguyên Thiên Đế vẫy tay một cái, một tia sáng trắng bao phủ lại thiên nữ, liền đem thiên nữ lấy đi. Tiền bối, người dọn đi Mỹ Thần lãnh địa, cũng muốn mang theo thiên nữ sao? Diệp Thần hỏi. Nguyên Thiên Đế nói, đó là đương nhiên, Mỹ Thần là nữ nhi của ta, có thật nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, ta có thể không nỡ bỏ để cho nàng đi làm, nhưng thiên nữ ra tay thích hợp nhất. Diệp Thần cười khổ một tiếng. Xem ra thiên nữ thật muốn trở thành Nguyên Thiên Đế quân cờ, bất quá điểm này, thiên nữ chính mình khẳng định cũng biết đến rất rõ ràng. Tại Nguyên Thiên Đế thủ hạ tu luyện, chắc chắn gian khổ, nhưng chỉ cần vượt qua được, thiên nữ có khả năng cấp tốc trưởng thành. Tốt, luân hồi chi chủ, người không muốn tiêm nhiễm quá nhiều nhân quả, ta đi trước, người tốt nhất điều tức, đêm nay thấy. Nguyên Thiên Đế khuyên bảo một tiếng, liền quay người rời đi. Diệp Thần như có điều suy nghĩ. Giãn ra một ngụm chọc khí, tập trung ý chí, liền tiếp theo ngâm tại tinh không bên trong thần trì, hấp thu thần trì linh khí, không ngừng khôi phục chính mình tinh thần nguyên khí trạng thái. Tại trạng thái lại khôi phục một chút về sau, Diệp Thần tâm bên trong cẩn thận lại yên lặng kêu gọi, thiên mẫu nương nương, không, sư mẫu, có thể nghe được thanh âm của ta không? Hắn tại nếm thử cùng thiên mẫu nương nương câu thông, nếu là nghe được, mời về ứng ta. Nhưng, kêu nhiều lần về sau, Diệp Thần cũng không chiếm được mảy may đáp lại. Chẳng lẽ muốn trước ký thác linh hồn, mới có thể thành lập câu thông? Diệp Thần âm thầm nói thầm, bất quá bây giờ hắn cũng không có ký thác linh hồn biện pháp, đành phải trước dừng lại kêu gọi, tiếp tục hấp thu linh khí khôi phục trạng thái. Tinh không thần chỉ linh khí, 10 điểm dồi dào nồng đậm, Diệp Thần tại chính mình hấp thu sau khi, lại đem từng sợi linh khí, dẫn dắt nhập luân hồi mộ địa, chuyển vận đến đạo thiên đế mộ bia bên trong. Tại Diệp Thần linh khí không ngừng chuyển vận dưới, cái kia yên lặng mộ bia, hơi hơi lóe ra hào quang, hơi có chút chấn động, bất quá lại rất nhanh chìm xuống. Tinh đạo long nữ nhìn thấy mộ bia phát sáng, lại có dị động, vui vẻ nói, tiểu gia hỏa, tiếp tục a, lại cho đạo thiên đế một điểm linh khí bổ sung,
hắn liền có khả năng thức tỉnh. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền tiếp theo chuyển vận linh khí, chỉ hy vọng Đạo Thiên Đế có thể nhanh lên khôi phục. Ngoại trừ tầm bổ Đạo Thiên Đế về sau, Diệp Thần lại đem thần chỉ linh khí, dẫn dắt vào tinh không đạo thư. Hắn sử dụng qua nhiều lần thiên đạo đại tinh không, đối ngôi sao nhỏ chỗ tờ kia tinh không đạo thư, tạo thành cực lớn tiêu hao. Nếu như tiêu hao quá mức kịch liệt lời, trang này tinh không đạo thư, liền có khả năng phá toái đi. Một khi tinh không đạo thư phá toái, cái kia liền không có bất kỳ cái gì có thể sửa chữa, ít nhất tại chủ thế giới không có. Diệp Thần trong tay có ba trang đạo thư, một tờ ngôi sao nhỏ, một tờ Phật tổ, một tờ là tinh không tranh bá thi đấu cho ban thưởng, phần thưởng kia tinh không đạo thư, liền là triệt để phá toái, tại chủ thế giới không có có thể sửa chữa. Diệp Thần cũng không muốn ngôi sao nhỏ tờ kia đạo thư, cũng đi theo vỡ vụn đi, cho nên liền dùng tinh không thần chỉ linh khí tẩm bổ. Ngôi sao nhỏ đạt được tưới nhuần, phát ra tiếng nói, ca ca, đủ rồi, ta tốt hơn nhiều, không cần lại thua đưa linh khí tiến đến, tinh không bản thân là có khả năng tự động khôi phục, bên ngoài linh khí đưa vào quá nhiều, ngược lại làm rối loạn trật tự. Diệp Thần nghe nói lời ấy, lập tức đình chỉ linh khí chuyển vận. Ngôi sao nhỏ thân ảnh, tại Diệp Thần trong đầu hiển hiện, cười nói, ca ca, chúc mừng ngươi a, cuối cùng bắt lại tinh không tranh bá thi đấu quán quân. Diệp Thần cười nói, bây giờ còn chưa đến chúc mừng thời điểm, ít nhất, cũng muốn bắt lại tinh không thần sơn lại nói. Nhỏ lấm ta lấm tấm đầu nói, đúng là như thế, ngô. Diệp Thần gặp nàng muốn nói lại thôi, liền hỏi, làm sao vậy? Ngôi sao nhỏ nói, ta có rất bất an dự cảm, luôn cảm giác hồn thiên đế lập tức liền sẽ phục sinh, khả năng đêm nay liền muốn phục sinh á. Hắn một phục sinh, vậy thì thật là kinh thiên tai biến. Diệp Thần cười nói, không có nhanh như vậy a, mà lại coi như hắn phục sinh, cũng không có khả năng một thoáng liền buông xuống tinh không thần sơn, nơi này chính là chân lý sẽ địa bàn, đại chủ tể cũng ở nơi đây, hắn nếu dám buông xuống, chẳng phải là muốn chết. Ngôi sao nhỏ lắc đầu, nói ai, ta không biết, luôn là cảm giác rất bất an, ngươi cẩn thận một chút. Mặt khác, đừng quên tìm kiếm tân đích chú tạo địa, hoàng đồ tinh đã không thích hợp chúng ta, một khi hồn thiên đế phục sinh. Hắn rút ra hoàng đồ kiếm, viên tinh cầu này liền muốn hỏng mất. Ta đã tạm thời đình chỉ chế tạo luân hồi sách, đồng thời thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn rồi, đêm nay ngươi nơi này có cái gì trao giải nghi thức, ta khả năng cũng sẽ đến nha. Diệp Thần nói, biết. Hắn liền câu thông luân hồi mộ địa, hướng tinh đạo long nữ dò hỏi, tiền bối, không biết cái kia long thần thiên uyên đảo tọa độ, ngươi điều tra đến như thế nào. Tân đích chú tạo địa. Diệp Thần dự định khóa chặt tại Long Thần Thiên Uyên Đảo, tại Long Thần Thiên Uyên Đảo tiếp tục rèn đúc luân hồi sách. Rèn đúc luân hồi sách, Thượng Hoàng Thiên Cung khẳng định không thích hợp, Sơn Thần Giới cũng không thích hợp, bởi vì có quá nhiều tầm mắt chú ý, rèn đúc luân hồi sách nhất định phải điệu thấp, không có thể để người ta biết Diệp Thần đang mưu đồ chế tạo, bằng không, người ngoài khẳng định sẽ cực lực ngăn cản. Dù sao luân hồi sách khái niệm, thực sự quá khủng bố, kỳ thật luận tư tưởng. Luân hồi sách còn không có Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm lợi hại, nhưng vấn đề là, Đạo Thiên Kiếm là không thể nào đúc tạo nên, mà luân hồi sách lại kém chút có thành công tiền lệ, chí ít có kiếp cho đản sinh ra. Luân hồi sách khái niệm, vẫn là tại thế này thiên đạo hệ thống dưới, cũng không giống là Đạo Thiên Kiếm như thế khác lập thiên đạo, là hoàn toàn có khả năng tạo ra. Một khi hoàn chỉnh luân hồi sách chế tạo ra đến, cái kia Diệp Thần sẽ cùng là trưởng khống thiên đạo, có thể chúa tể thiên địa chúng sinh vận mệnh. Tùy ý sửa đổi tuyến thời gian, này loại khái niệm thật là đáng sợ, địch nhân của hắn không có khả năng an tâm cho hắn chế tạo cơ hội, cho nên cần che giấu. Long Thần Thiên Uyên Đảo, liền là một cái đầy đủ địa phương bí ẩn, ít nhất liền Nhậm Phi Phàm, cũng không tìm tới tòa đảo này ở nơi nào. Tinh đạo Long Nữ nói, ai nha, đừng thúc giục, còn đang suy tính đâu, tòa đảo này tại không không lúc nào không chư giới phiêu lưu, rất khó khóa chặt, người muốn lại cho ta chút thời gian. Diệp Thần nói tốt, tiền bối, từ từ sẽ đến, không cần gấp gáp. Diệp Thần liền bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục hấp thu thần chỉ linh khí, điều dưỡng khôi phục tinh thần. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh, màn đêm liền buông xuống, trao giải nghi thức cũng nhanh bắt đầu. Tại trao giải nghi thức bắt đầu trước nửa canh giờ, có chân lý sẽ trưởng lão nhắc tới bày tỏ Diệp Thần, gọi hắn chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần theo tinh không thần trong ao ra tới. Đổi lại một bộ quần áo sạch, bay xuống núi. Không thể không nói,
Tinh không thần chỉ linh khí, đích thật là dồi dào nồng đậm, Diệp Thần tẩm bổ nửa ngày thời gian, tinh thần nguyên khí đã khôi phục 5/6. Hắn tới đến dưới núi quảng trường, chỉ gặp người đầu tuôn ra tuôn, chư nhà các phái khách khứa đều đến, tề tụ một trận, quảng trường trên không có thần thánh thiên đường khí tượng biến ảo, hào quang chiếu phá hắc ám, làm cho toàn bộ quảng trường bao phủ tại một mảnh thánh quang bên trong, còn có trận trận hoa mỹ sử thi bài hát ca tụng âm thanh, đáng nịch tâm thần của người ta. Diệp Thần trước quay về luân hồi trận doanh, cùng đám người đoàn tụ, mọi người gặp hắn tinh thần nguyên khí khôi phục tốt đẹp, đều là mừng rỡ, đối cái kia tinh không thần trì, lại nhiều hơn mấy phần chờ mong cùng khát vọng. Diệp Thần tầm mắt quét nhìn bốn phía, chỉ thấy tử thần giáo đoàn trận doanh bên kia, Ma Phi Thiên nhất thân thiên ma tinh hải chiến bào, khí thế thẳng tắp, trạng thái tinh thần thế mà cũng hoàn toàn khôi phục, thậm chí khôi phục được so Diệp Thần còn muốn tốt rất nhiều. Hoàn toàn nhìn không ra có chút vặn vẹo đổi phế bộ dáng, chẳng qua là ánh mắt có chút mỏi mệt mà thôi. Thấy thế, Diệp Thần cũng là âm thầm kinh hãi, suy nghĩ. Thế mà khôi phục được nhanh như vậy, không hổ là cực đạo ma tôn a, ta có thể chiến thắng hắn, thật sự là may mắn. Nếu là lại đánh một lần, Diệp Thần đều không nắm bắt chiến thắng Ma Phi Thiên. Ngoại trừ Ma Phi Thiên bên ngoài, thiên nữ cũng có mặt, nàng rõ ràng đã được đến Nguyên Thiên Đế trị liệu. Trạng thái khôi phục rất nhiều. Cảm thấy được Diệp Thần quăng tới tầm mắt, thiên nữ mím môi, biểu lộ có chút phức tạp. Hôm nay nàng và Ma Phi Thiên quyết đấu, kém chút liền bị giết chết, nếu như không phải Diệp Thần xuất thủ cứu giúp, nàng khả năng đã bị ăn mòn thành một đống bạch cốt. Nói cách khác, nàng lại thiếu Diệp Thần một cái nhân tình. Diệp Thần đảo không nói thêm gì, cũng không hy vọng xa vời thiên nữ sẽ hoàn lại nhân tình của hắn, trận này tinh không tranh bá thi đấu. Hắn có thể đoạt giải quán quân, đã là phi thường hài lòng. Tinh không tranh bá thi đấu tổng quán quân, không hề nghi ngờ liền là Diệp Thần, tên thứ hai là Ma Phi Thiên, thiên nữ xếp hạng thứ ba tên, Chu Võ Hoàng đã coi như là chết, có thể xem nhẹ. Trao giải đài đã bố trí xong, răng đèn kết hoa, cờ xí phấp phới, rất là náo nhiệt, thiên pháp lộ nguyệt chủ trì nghi thức, phía dưới rất nhiều người xem ngồi ngay thẳng, Hồng Quân lão tổ cùng Cốt Thiên Đế bọn người vẫn còn. Tuy nói này trao giải nghi thức không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng bọn hắn rõ ràng cũng muốn nhìn một chút cuối cùng kết thúc. Hoan nghênh các vị có mặt đêm nay trao giải nghi thức, phía dưới để cho chúng ta cho mời ba vị người chiến thắng lên đài, Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Nhậm Thiên Nữ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt chủ trì nghi thức, ngữ thanh đái lấy một vệt nóng bỏng, tầm mắt theo Diệp Thần ba người trên thân quét qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 543.